Alo. Alo rồi. Thưa quý vị, chiều nay mình học về cái cuộc đời của ngài Sivali. Sivali. Đúng là Si chứ không phải là Si. Siva. Siva có nghĩa là cái sự an toàn, sự bình yên, an toàn bình yên gọi là Sivali, Sivali. Việt Nam cái kêu Si không à, cái đúng là Si, Sivali. Cái cuộc sống của nhân loại ở trên cái hành tinh này nói chung, rồi cái sự tồn tại của các cái đoàn thể, của các tổ chức, rồi cái sức sống của mỗi gia tộc, rồi ngay cả cái sức khỏe của mỗi cá nhân, nó đều vận hành theo cái chu kỳ, nó vận hành theo cái chu kỳ. Ví dụ mình nói về cái lịch sử, nói về bên địa chất, về thổ nhưỡng chẳng hạn, nó cũng vận hành theo cái chu kỳ. Có những cái lúc mà cái lớp vỏ trái đất nó có những cái biến chuyển để nó tạo biến chuyển trong cái địa tầng trái đất, rồi cộng với khí hậu thời tiết nó mới tạo ra một cái môi trường ecology, môi trường sinh thái đó khác nhau. Tôi bắt đầu cùng về ngày Sivali, tôi bắt đầu một cách rất là lạc đề như vậy nha. Tức là trong cái điều kiện địa chất, thổ nhưỡng, khí hậu, thời tiết, thì cái hành tinh này nó có một cái diện mạo, nó có một cái tình trạng khác nhau. Từ đó muôn loài nó mới sinh sôi nảy nở ở mỗi cái thời kỳ nó khác nhau. Có cái thời khủng long nó sống được, nhưng có thời thì khủng long nó phải tuyệt diệt, nó phải tuyệt chủng, nhường chỗ cho cái loài khác. Đó là về cái thế giới sinh học. Rồi cái thứ rồi nói về xã hội cũng vậy, từ đời sống của nhân loại cho đến các đoàn thể, cho đến cái sức khỏe của mình, các cái lục phủ ngũ tạng của mình, nó cũng có sinh hoạt theo chu kỳ. Có lúc thì nó khỏe, đến lúc mà nó phải từ từ nó sụm, nó xuống từ từ vậy đó. Thì Phật pháp, cái sự tồn vong của Phật pháp cũng không nằm ngoài cái lĩnh vực chu kỳ ấy. Thì bảo hiểm chúng ta học rồi, bảo hiểm chúng ta học rồi, học cái phần này rồi, khi mà Phật còn á thì coi như là giới định tuệ đều được quan tâm. Khi Phật còn á thì cả pháp học, pháp hành và pháp thành, có nghĩa là sao, là giáo lý có rất là nhiều người quan tâm học hỏi. Rồi cái chuyện hành trì giữ giới, tu tập chỉ quán cũng có rất là nhiều người quan tâm hành trì. Rồi còn cái sự chứng đắc thiền định thần thông đạo quả thì cũng có rất là nhiều người chứng đắc. Nhưng mà theo năm tháng thì cái hoạt động của giáo pháp, cái sự tồn tại của giáo pháp ấy, nó cũng đi theo cái chu kỳ, từ từ nó biến diệt, biến diệt từ từ. Cho nên hôm hồi xưa Phật còn á thì là những cái đặc điểm của giáo pháp như là trí tuệ, giới luật, thiền định, tri kiến được xem trọng. Rồi từ từ đến đời của chúng ta đó, thì chỉ trong cái pháp môn hành trì đó, nó chỉ còn là có cái đức tin này, bái sám cúng dường hành hương rồi vậy thôi. Ngày xưa người ta tu Phật cầu trí tuệ, cầu giải thoát, cầu đạo hạnh, còn mình bây giờ là mình cầu buôn may bán đắt đó. Nó theo chu kỳ, cái gì cũng chu kỳ hết, chu kỳ. Ông sư giờ mong đi tu có được cái chùa, có được đệ tử đông đông, có đồng ra đồng vô, đi nước này nước nọ, sống sung sướng, vui vui vẻ vẻ. Đó là cái mục đích của đời tu bây giờ. Từ đó bây giờ mình qua Miến Điện, Thái Lan, mình thấy Miến Điện còn khá ăn chút, chứ còn qua Thái Lan là mình thấy toàn là bái sám không à. Mà một trong những cái đáng buồn á là mấy cái vị mà cao đồ đệ tử mà số 1 của Đức Phật á, thì không thấy người ta nhắc nhở gì tới trơn. Như ngày Ca Diếp, ngày A Nan, ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, ngày Ca Chiên Viên, ngày Câu Hy La, làm không thấy ai nhắc vậy đó. Mà sao tôi thấy nhắc ngày Siêu Lý nhiều? Tại sao? Tại vì mình á nghèo lâu rồi, do chiến tranh, rồi do cái cơ chế chính trị, cơ chế xã hội, từ đó nó dẫn đến cơ chế kinh tế, cái khu vực của mình nó nghèo, rồi đất nước mình cũng nghèo. Đấy.
cho tới hồi mà biết đạo rồi đó thì ngài Sa Lợi Phất không quan trọng ngài A Nan, một kiện liên không quan trọng, mà cứ ngài Si Vê Lý là quan trọng. À, bây giờ mới nảy ra cái tình trạng chùa chùa nhà nhà sư sư người người ai cũng thờ ngài Si Vê Lý hết. Thật ra đó thì mình thờ theo cái máu thương mại. Mà hôm tôi có nói rồi, mỗi cái biệt hạnh của các vị đệ tử Phật á là một góc nhỏ của vườn hoa chánh pháp. Hành trì mà đúng đắn, chỉnh chu, rốt ráo lời Phật thì ta sẽ có trí tuệ, ta sẽ có thiền định, ta sẽ có thần thông, ta sẽ có phước lộc, ta sẽ có sức khỏe, ta sẽ có trí nhớ, ta sẽ có cái khả năng tinh tấn, kham nhẫn, có khả năng ly dục, có khả năng tri túc, có khả năng đầu đà. Nếu một người mà là tu tập hoàn chỉnh lời dạy của chư Phật á, thì đều có khả năng đó hết. Cho nên Đức Phật chánh đẳng giác cái ngày khác tinh tấn ở chỗ nào? Là tất cả hạnh lành ngài đều là đạt đến cái chỗ tận cùng hết. Cho nên khi ngài thành rồi đó, cái gì của ngài cũng tròn trịa hết trơn nha. Còn tinh văn thì không, đúng là lý tưởng cầu giải thoát thì đúng rồi đó, nhưng mà cái hướng để mà mình nghiêng nặng, để mà mình xem trọng á, thì mỗi kinh vị mỗi khác. Hôm nay Phật pháp đã đi đến cái giai đoạn hậu kỳ rồi, mình không có còn màng nhiều lắm cái chuyện tu hành giải thoát trí tuệ giáo lý, mình không có màng nữa, mà mình chỉ còn màng một góc nhỏ nhỏ của kinh điển. Ví dụ như vị nào có tài lộc vậy đó, vị nào có học trò có đệ tử thì mình thấy cái bộ Phật thà ông nó có lý hơn mấy ông khác. Chứ thật ra đó, cái hạnh của ngài Siêu Lý không có tệ. Là vì sao? Vì đối với một người mà hiểu đạo, hành đạo thì tự nhiên có tâm hồn hào sảng. Chỉ nói chuyện tự nhiên thôi thưa quý vị, học đạo hiểu đạo mà còn bón rít bủng xỉn là chưa có hiểu nha. Mà cái người hiểu đạo, học đạo và hành đạo đúng mức, lòng tự nhiên hào sảng, tự nhiên như vậy, tự nhiên lòng hào sảng. Mà hễ cái lòng hào sảng thì tự nhiên là nó sẽ tạo ra cái phước lộc, cái phước tài lộc, chuyện tự nhiên vậy thôi. Còn mình lại hiểu lầm, mình cứ tưởng là cái cắm đầu thờ ngày Siêu Vi Lý là mình giàu, mà trong khi đó mình quên bố thí, mình quên trao dồi cái tâm hào sảng nha. Hôm nay mình học về cái cuộc đời của cái ngài Siêu Vi Lý mà mình cứ cắm đầu mình lại mà mình hiểu gì hết. Tức là mỗi đời Phật á, mỗi đời Phật chánh đẳng giác thì có mấy chục đệ tử sở trường về các cái biệt hạnh khác nhau, đệ nhất này đệ nhất kia. Đức Phật của mình cũng vậy, ngài cũng có các vị đệ tử cao đồ nhất cái này nhất cái kia, trong đó có ngài Siêu Vi Lý là đệ nhất về tài lộc. Tài lộc là sao? Là ngài Xá Lợi Phất là biểu tượng cho tuệ học, ngài Mục Kiền Liên là biểu tượng cho định học, ngài Ca Diếp là biểu tượng cho cái tinh thần ly dục trì tục, mỗi vị là một cái biểu tượng. Riêng ngài Siêu Vi Lý là biểu tượng cho cái tinh thần xả tài. Đấy, hai cái nhớ nha. Cái chuyện đời ngài Siêu Vi Lý là cái tấm gương xả tài, xả tài chứ không phải là hình tượng thần tài đó. Hai cái này nó khác nhau, mà mình coi mình thờ có đúng không ta? Hai cái này, chuyện đời ngài Siêu Vi Lý là tấm gương xả tài, không phải là hình tượng thần tài. Còn mình á thì mình cứ thờ ngài vậy đó, mình thờ cái vụ thần tài mình quên cái vụ xả tài. Xả tài đây không phải là mình cúng 8 tỷ 15 tỷ không phải, mà xả tài là tâm hồn xả tài. Đấy, coi cái tình người nó quan trọng hơn là tài sản, coi cái lòng mà hào sảng nó quan trọng hơn là cái chuyện tích lũy nắm bắt đó, cái đó mới quan trọng nha. Cho nên mình nói đến ngài Siêu Lý là mình phải nói là tôi thờ cái tinh thần xả tài, chứ không phải là tôi coi ngài là ông thần tài. Cái này quan trọng vô cùng và vô cùng nha. Ok, thì đời xưa hồi xưa đó, ngài vào gặp Phật, một Đức Phật quá khứ, ngài thấy có một vị tỷ kheo được tuyên dương là đệ nhất tài lộc, ngài thích lắm. Ngài thích không phải như mình đâu, ngài thích là ngài thích cái tinh thần xả tài đó. Cũng giống như mình thờ Quan Âm á, là mình thờ cái tinh thần từ bi, chứ không phải mình thờ Quan Âm mà để mình có chuyện mình réo. Nhiều người thờ lộn, thờ mà quên.
thờ Quán Âm là thờ cái tinh thần từ bi, lắng tai nghe cuộc đời, có ai cần gì thì mình giúp, đó là mình thờ cái Quán Âm đó, thờ đúng là thờ vậy đó. Chứ không phải thờ là để mà ông có cái gì bả thò tay bả kéo mình nên mà nếu mình mới giúp. Tây có ăn câu hay lắm, Tây không có thờ Quan Âm mà Tây nói ăn câu còn hơn Quan Âm nữa. Tây nói thế này: cầu nguyện lúc nguy cơ không phải để thoát nạn mà để có thêm cái bình tĩnh lúc nguy cấp. Cái câu này phải xâm lên trán nha. Cầu nguyện lúc nguy cơ đó, lúc nguy hiểm đó, không phải để thoát nạn mà để có thêm cái bình tĩnh. Mà tất cả các chuyên gia cứu hộ trên thế giới, tất cả chuyên gia cứu hộ nha, đều dầu cứu hộ đường bộ hay hàng không, đường thủy, đều có chung một cái nhận định như nhau, rằng thì là trong tất cả mọi tình huống nguy hiểm khẩn cấp, cái khả năng mà thoát nạn của cái người bình tĩnh luôn cao hơn cái kẻ hoảng loạn, cao gấp mấy lần chứ không phải. Yeah, trong mọi tình huống, kể cả gọi là đường tơ kẻ tóc, chuông treo chỉ man nha, thì cái người bình tĩnh luôn có cơ hội thoát thân, thoát nạn, thoát chết nhiều hơn là cái người hoảng loạn. Cho nên ấy, người ta nói rằng cầu nguyện thông minh là phải cầu nguyện trong cái nhận thức là cầu là để có cái bình tĩnh, từ cái bình tĩnh đó thì mình mới thoát nạn. Và nếu có ra đi thì cũng ra đi bằng cái sự thanh thản và bình tĩnh nha, chứ phải ra đi mà cái mặt tái mét mới được, một lúc nó liệm nhìn xấu lắm nha. Thì ngày Sư Ba Lý là ngày thấy một cái vị tỳ kheo mà có cái hạnh xả tài đó, ngày thích quá đi, ngày mới nguyện, ngày nguyện đời sau sanh ra đó là coi như là cũng là một có dịp nào đó là một vị tỳ kheo cũng đệ nhất xả tài. Việt Nam mình thờ lộn, thành ra là từ cái xả tài nó quẹo qua cái thần tài. Thế không, người ta tu để người ta buông, rồi mình tu để mình nắm, đó, nó khổ vậy đó. Tu được người tu buông, người tu nắm, nó khổ vậy đó. Người bắt, người buông, này. Khi mà hổng tôi có nói rồi, khi mình nguyện cái gì thì kể từ ấy trở đi ta bèn có một cái kiểu sống, kiểu suy tư, kiểu hành động, ta có một cái sinh phong, có một cái sinh thức mà nó tương ứng với cái hạnh nguyện đó thì ta được gọi là Bồ Tát nha. Thí dụ như mình nguyện hạnh trí tuệ là từ đó mình phải thiết tha học hỏi, thiết tha cầu đạo, thiết tha tham vấn. Mình cầu thần thông là mình phải thiết tha đến định học, không có sống phóng vật thất niệm nữa. Đó là mình niệm là nguyện, nguyện và hành á, cái Bồ Đề tính, Bồ Đề hạnh và Bồ Đề nguyện nó mới ăn khớp với nhau nha. Đằng này khoái giàu mà quên xả tài, khổ, ham trúng số mà làm toàn chuyện trúng gió không mà. Cho nên khi mà ngài bắt đầu nguyện cái ngôi vị mà đệ nhất xả tài, đệ nhất tài lộc đó, là đời đời sinh ra cứ thấy có dịp giúp người ta là giúp liền, giúp liền. Coi như là có cái kiếp đó, bữa hổm tôi có nói rồi, người có nhiều phước bố thí thì đời đời sinh ra giàu có, nhưng không phải luôn luôn. Bởi vì sao? Vì đôi lúc trong cái đường sinh tử mình cũng có lúc mình có cái tâm mà bủng xỉn. Thì mỗi lần mà có một cái tâm bủng xỉn nó xuất hiện đó, trong vòng 3 giây, 6 giây thôi, thì cái tâm đó đó, đấy, nó sẽ gieo cái mầm nghèo khó cho mình trong một kiếp nào đó. Vì tôi nói trong rung có nghe kịp không? Thí dụ như bây giờ tôi nè, 3.000 kiếp liên tục tôi là người rất là hào sảng, nhưng có một đôi lần tôi kẹo, tôi thấy cho uổng quá, hoặc là tôi cho rồi tôi tiếc. Thì chính cái uổng cái tiếc này nè, thì 3.000 kiếp liên tục tôi là người cực kỳ hào sảng, cho nên tôi đẻ ra luôn luôn là đẻ ra trong cái hũ bếp, đẻ ra trên đống bạc không à. Nhưng mà có vài lần tôi có cái lòng mà toan tính ý, cho nên tôi cũng bèn có vài cái kiếp mà sinh ra nó nghèo le lưỡi luôn nha. Thì ngày này ngày Sư Lý cũng vậy, kể từ lúc mà phát nguyện trở thành một tỷ kheo đệ nhất tài lộc đó là mình phải có cái hạnh xả tài, đúng. Mà hãy có hạnh xả tài này coi như là hưởng không hết, nhưng mà cũng có lúc nghèo chứ, xin lỗi, làm thú được mà là đi địa ngục được mà xá gì là làm con nhà nghèo. Thì cái nhầm cái kiếp đó là Phật Tỳ Bà Thi ra đời, ngày nghèo quá đi, ngày đi làm công cho người ta mà thấy thiên hạ cúng dường trai tăng, mà mình thì muốn quá mà có gì đâu, có cái xà lõn mà không được lành nữa chứ, xà lõn mà rách tùm lum như cái rổ vậy đó, thì lấy cái gì mà cúng. Thì ngày mới đi làm thuê làm mướn, ngày chỉ được trả công được có một hũ mật ong thôi,
tại vì ngày cái chuyện ngày làm cũng không đáng gì, cho nên là tận sức rồi đó thì người ta thưởng mà công tôi nó thôi, bây giờ đó cái số tiền mà ông được trả thì nó vậy, một là lấy tiền, hai lấy hũ mật ong. Ông nói thôi lấy hũ mật ong, ông mới đem về ông mới cúng dường cho Đức Phật và Trai Tăng và Chư Tăng, và trong cái lễ Trai Tăng của người ta đó ông hùng có hũ mật ong. Mà ông nguyện mai mốt con đừng có nghèo nữa, con nhức đầu quá, con nghèo, con cái khó nó bó cái khôn, con không có tính gì được hết trơn á. Thôi bây giờ con gia tài, con có cái hũ mật ong này là coi như con dốc túi con cúng. Vì cái câu này quan trọng là vì con dốc túi mà con cúng, cho nên đời sau đừng bao giờ có con bị cái cảnh dốc túi nữa. Nhớ nha, nhớ cái câu này. Vì con dốc, vì hôm nay con dốc túi mà con bố thí xả tài, nên đời đời con đừng có bao giờ gặp cái cảnh phải tiếp tục dốc túi nữa. Đó, nó phước khôn như vậy đó. Ừ. Rồi chưa hết đâu, đến luân hồi nhiều kiếp, đến cái đời Phật Ca Diếp nghe là một tỷ kheo. Ừ. Là một tỷ kheo mà coi như là chuyên tu tinh tấn, đạo hạnh kim ưu. Thì coi như là ngày bữa đó, ngày đi bát đi Trai Tăng á, Trai Tăng ở nhà Phật tử đó, phải cúng dường bữa ăn thiệt là ngon lành vậy đó. Rồi xong rồi cái đi về, trên đường về cái người gặp một cái con chó cái đó, nó ốm gầy trơ xương, mà coi như cả bầy chó con mà nó bu rồi nó rút vào cái bầu vú của con chó mẹ đó, mà nó bú mà hỏi bú gì nổi. Con chó mẹ nó ốm như là cái bộ xương cách trí mà sửa đâu mà sửa. Tôi nhớ là nhỏ tôi ở chùa, sư cả của tôi đó, sư phụ tôi lâu lâu cũng về, cái mấy ông sư bu là hỏi bữa nay sư về sư có sữa không. Sư thì tôi hồi xưa rất chịu đói lắm, cứ trong sư cả đi Sài Gòn về thế nào cũng có sữa ông thọ đó. Nhưng mà tôi hỏi tắt, tôi hỏi bữa nay sư đi về đi Sài Gòn thì có sữa không sư. Thì bữa sư mệt quá, thì nó trời đất ơi tôi ốm về mà sữa đâu, khổ quá. Tôi nhớ tới bây giờ trời ốm gì mà sữa đâu, nói vậy thôi chứ lần nào về mà không có đó, cái móc túi đưa tiền cho người chạy ra mua mấy lon về pha cho mấy ông thầy trụ con uống đầy hết. Thì ngày thấy con chó mẹ ngày thương quá thương, rồi cái ngày mới nghĩ trong bụng người nó thôi bây giờ mình có gì đâu trời, ngày mới móc cổ ra ngày mửa bằng gia tài mà ông thầy chùa một ngày có một bữa ăn đó thôi, mà bữa ăn ngon chứ. Lâu lâu ăn bữa bồ dưỡng bổ sung vitamin này nọ, chất đồng nhôm thao kém thiết, mà bây giờ thấy vậy không có cầm lòng được, không có, nó nhẫn tâm lên thấy nó đói vậy đó, móc họng mửa ra cho con chó mẹ nó ăn để nó có sức để nó nuôi mày con. Mà quý vị biết không, ở trong room này có biết bao nhiêu người giàu có nghe này gớm chết không, nghe này quý vị thấy khinh nghề quá, nhưng mà tôi thì không. Cái bố thí đó mới là xả tài đó. Coi như là bán mạng mà bố thí đó. Bố thí mà không cầu danh, không cầu lợi, bố thí mà không cần trời đất biết tới, không cần thiên hạ hay biết đó, nó mới ghê đó nha. Có nghĩa là tận tuyệt, dốc lòng hết tình á, cạn vào ráo mén, móc họng ra mửa. Khi mà có người mà nó sống mà nó hết cái tình như vậy đó, đời đời sinh ra đó là ngày coi như ngày chỉ ho một cái thôi là ăn ngập mặt. Đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài sanh là một hoàng tử nha, sanh vào bụng một cái bà hoàng của công chúa. Nhưng mà kiếp xưa đó nó có cái chuyện hơi lấn cấn thế này, là trong đời quá khứ đó có một lần đó ngài với bà mẹ hiện tại đó, bà mẹ kiếp chót này nè, là sanh cũng sanh vô dòng hoàng tộc, thì ngài là vua mà mẹ là thái hậu. Rồi cái cất quân đi đánh xứ người, mà cái dân trong cái xứ đó nó ở trong cái thành á, thành lũy coi như là kiên cố, đánh hoài không được. Thì hai mẹ con của bà thái hậu á, bà bàn với ông vua mới nói bây giờ công thành nó phá thành không có được, vô không có được, mà bỏ đi thì thứ nhất là mất mặt, thứ hai nó mình có đã lỡ tới đây rồi thôi bây giờ cứ bao vậy. Thì tụi nó trong đó mà nó ra không được, ở ngoài vô không được, thì tụi nó đói thế nào cũng đầu hàng. Thì hai mẹ con bao vây cái thành đó trong 7 ngày thì thấy dân tình nhớt nhát. Rồi tụi thám báo nó về, nó nói trong thành chắc sắp sửa đầu hàng, bởi vì con nít người già này coi như bữa nay là rã rời hết rồi. Thì hai mẹ con thấy tội nghiệp quá, nghĩ thôi kệ nó, mình trở về xứ mình, còn cho họ ở xứ của họ chứ mắc gì đi đánh rồi thì không biết được cái gì, mà thấy tội nghiệp thôi hai mẹ con mới rút quân. Chỉ bao vây cái 7 ngày.
Vậy đó thì dĩ nhiên mình hiểu nhầm là trong thành nó biết bao nhiêu cái chuyện bất tiện, biết bao nhiêu cái sinh hoạt khó khăn, bệnh hoạn đối khác tùm lum, đói không có ăn, không có uống, bệnh không có thầy thuốc, cái thành bị nhốt luôn đó mà. Cho nên hai mẹ con chết rồi, nó bị đọa địa ngục. Và từ đó trở lên ấy, từ đó trở lên, từ địa ngục trở lên, hai mẹ con cứ toàn là bị cầm tù, rồi bị kẹt phà, kẹt đò, để mà ở được cái chỗ mình không có muốn đó, cứ tối ngày cứ bị kẹt không à, kẹt phà, kẹt đò, hoặc bị ở tù, bị giam, bị nhốt nhiều đời như vậy. Thì đến cái đời cuối cùng mà đời gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời đó, thì hồi nãy tôi kể đó, thì bà mẹ tức là công chúa, bà lấy chồng, bà có mang, quý vị có biết không, bà mang là 7 năm 7 tháng, coi như là người ta có chữa tâu đó, là người ta 11 tháng, 12 tháng là chữa tâu, còn cái này nó lên nó chữa vôi luôn đó, coi như là 7 năm 7 tháng không có dấu hiệu gì hết, là cái bụng nó lớn đến cái mức nào đó rồi nó ngưng luôn, nó đứng ngang vậy đó. Mà thầy thuốc bắt mạch thì cái mạch tượng này rõ ràng là bào thai còn mạnh, bào thai ok, chứ phải không phải là thai lưu, không phải, nó lành lắm. Mà coi như là cứ 7 năm 7 tháng, đến đủ 7 tháng rồi, đủ 7 năm 7 tháng bắt đầu bà mới chuyển dạ. Mà ngày không chịu ra, ngày cái ra tới cửa đó là ngày nằm ngay chỗ đó, tới ngay hồi đó thì nằm trên bụng rồi xuống tới dưới, xuống tới bụng, xuống tới xuống ra tới cái cửa ra, ra đó, cái nằm đó không chịu ra nữa. Mà suốt 7 ngày quý vị biết nó đau, coi như nó lao lên tới trời luôn. Thì lúc đó ông chồng, ông mới bà mẹ tức là Sipavasa, công chúa tức là Sipavasa, mới nói với chồng, nói anh vào anh lạy Phật, anh nói anh muốn vào lạy Phật mà em vô không có được, lâu quá mới gặp Thế Tôn, cho em gửi lời đảnh lễ Thế Tôn, nói em đau lắm. Thì ông chồng vào lạy Phật rồi, ông chồng nói Sipavasa nhắn như vậy nó đau quá không có vô lạy Phật được, chỉ nhờ con lạy giùm. Thì Phật mới nói thế này, mong cho Sipavasa mẹ tròn con vuông. Ngay khi Thế Tôn nói cái câu đó thì lập tức ở nhà Sipavasa lâm bồn và sinh ra một cậu bé cực kỳ kháu khỉnh, tóc tai đầy đủ, cực kỳ thông minh đỉnh ngộ. Thì hôm sau đó thì gia đình mới là quyết định thỉnh Phật và chư tăng về nhà cúng dường để mừng quá, cái mừng mà thứ nhất là bà hết đau, thứ hai ra là một cậu bé quá xá là dễ thương, kháu khỉnh, bụ bẩm. Mà nó xui một chỗ là khi họ đến thỉnh Phật mà hôm sau về để tăng á, thì Phật từ chối. Phật nói rằng có một đệ tử của một kiền liên á, thỉnh rồi, thỉnh một tuần lễ rồi. Thì họ nói bạch Thế Tôn duyên sự đặc biệt quá, xin chúng con xin thương lượng biết được hay không. Thì Phật nói rằng hãy đến hỏi một kiền liên ấy. Thì hai vợ chồng đến gặp người một kiền liên. Cần nhiều liên ngày mấy đi đến ngày mới thương lượng đệ tử, người nó bây giờ cái duyên sự của người ta như vậy đó, người ta mang thai như vậy mà bây giờ nó sinh con, người ta mừng quá sức mừng, mà cái đứa bé này nè nó là đại tinh văn chứ không, nó không phải là cái xác phàm, nó thuộc về na ta tái thế đó. Đó chứ không phải thường, mà bây giờ đó là đâu có tụng tội nghiệp thì nhường người ta được không. Thì ông đệ tử ông nói dạ sư phụ kêu rồi con nhường, kêu con chết rồi còn chết được xá gì cái lễ Thế Tăng, mà bây giờ thế này con sợ lắm, con nhường rồi mai mốt rồi con lỡ mà sau 7 ngày nhường rồi con không có cơ hội làm phước làm sao, thôi bây giờ vậy ngài kêu con nhường thì con nhường, nhưng mà con xin ngài bảo đảm cho con ba chuyện. Chuyện thứ nhất là con có sống hơn 7 ngày để con chờ hay không. Thì ngày mùng một liên ngày chỉ nhíu ngài một cái là nhập định và xuất định biết ngay, được, cái đó ta bảo đảm. Người sống trăm tuổi chứ không phải là 7 ngày nữa nha, người đủ người thời gian, người chờ chờ đến lúc mà Phật thành rồi người cũng còn rồi. Điều thứ hai là tôn giả bảo đảm cho con là sau 7 ngày nó tài sản con còn nguyên, không bị tịch thu, không bị thiên tai nhân họa chiến tranh, không bị cờ trộm cướp này nọ. Chúng ta lúc đó con tán nhà bại sản thì cũng mệt cho con. Ngày buồn liên ngày nhíu mày một cái nữa, ngày nói rồi ta bảo đảm ngươi ăn ba kiếp cũng không có hết. Rồi có điều thứ ba đó là cái cô rồi cái gì ta, cái gì bảo đảm 7 ngày còn nguyên là cái gì còn ta, tài sản còn nguyên, khổ thiệt, khổ thiệt. Rồi rồi cái điều thứ ba là ngài phải bảo đảm cho con là 7 ngày nữa đức tin của con vẫn ok. Đó, bây giờ lỡ mà lúc đó con khùng, con không tin tam bảo nữa, con trở thành đoạn kiến vô thần, phỉ báng Phật pháp làm sao. Ngài nói
tới đây Ngài Vương Liên Ngài không còn nhíu mày nữa. Đặc biệt cái kinh mà chỗ này mình đọc mình mới thấy đặc biệt này. Cái chỗ này nó gặp mấy ông Phạm Tăng là dùng thần thông thì ok, nhưng mà Ngài không có dùng chỗ này, Ngài không có dùng, mà Ngài muốn dạy cho một bài học đó. Ngài nói không, ta chỉ bảo đảm cho con là con sống 100 tuổi, ta hứa, ta thấy con ok, cái vụ thánh mạng con ok, tài sản con ok, nhưng mà cái đạo tâm của con, cái tính tâm của con thì con phải tự liệu lấy nha, không có thầy bà nào mà liệu cho con hết. Bởi vì nếu mà trên đời này có cái người này mà bảo đảm được cái đạo tâm của người kia đó thì thế giới này nó đâu có mà như con thấy nha. Thì ông nghe như vậy ông bèn quy sụp chứ, ông nói dạ con hiểu rồi, cái phần cái câu thứ ba này con xin bảo đảm. Ồ, đọc cái chỗ này mình mới thấy đặc biệt này, đặc biệt. Ông nói thôi được rồi, sư phụ hứa hai điều đầu, điều thứ ba con gánh, con bảo đảm 3-7 ngày nữa con vẫn ok. Thì sau đó thì ngày mới về ngày báo lại cho bà Sức, vợ chồng Sức Bà Hoa Xà biết. Đấy, Sức Bà Hoa Xà bắt đầu mới tổ chức trai tăng thiết lễ trai viên cúng dường Thế Tôn và tăng chúng suốt 7 hôm. Thì lúc đó là cậu bé Siêu Lý chạy đăng xăng. Thì ngày sau lại phát cái ngày hỏi, 7 năm trong đó con có thấy ngán lắm không? Con có muốn, con có thấy sợ luân hồi không? Con có muốn đi xuất gia không? Thì cậu gật đầu một cái rẹt, gật cái rẹt liền. Con muốn, con sợ lắm, con sợ, con 7 năm đó con sợ dữ lắm. Con không muốn mà tái diễn cái chuyện đó nữa. Thế là Ngài mới hỏi Sipa Vasa đang đứng hầu cơm nhân chư tăng á, thì Sipa Vasa mới thắc mắc, không biết con mình nói gì với Ngài tướng quân chánh pháp, dễ sợ không? Bởi vì mới đó, mới tin là chưa quen biết được nhà nào mà lại nói thôi líu lo. Thì bà không biết là nói cái gì mà nói líu lo. Thì ngày mà mới lại gần mà hỏi là nó nói cái gì vậy bạch Ngài? Ngài mới nói hỏi nó có sợ đầu thai nó không, nó sợ quá rồi, nó muốn đi tu. Thì bà nói dạ nếu nó muốn thì xin Ngài cho nó đi tu, dễ sợ chưa, bảo là Phật tử bắt tu đùa mà. Thế là cậu bé đi tu, và cậu bé trở thành ra là một cái vị gọi là đệ nhất tài lộc đi tu rồi đó, quý vị biết không, là coi như nó là đi đâu, bất cứ đi đâu thôi mà có Ngài đó là coi như là thức ăn, y áo, chỗ ở, thuốc men được cúng dường tấp nập. Và nhân cái sự kiện mà Đức Phật và Chư Tăng đến cái khu rừng keo mà thăm Ngài Rivata mình học ngày hôm qua đó, đó, nhân cái sự kiện đó, sau cái chuyến đi đó, Đức Thế Tôn trở về kỳ viên và Ngài là long trọng tuyên bố trước mặt bốn chúng rằng trong đệ tử của ta đệ nhất tài lộc là Sipa Lý, trong những cái hoàn cảnh mà đệ nhất ngặt nghèo, ai cũng buông xuôi niềm tin, thì hễ có Sipa Lý là mọi việc suôn sẻ, đặc biệt là vấn đề vật chất là không có gì phải lo. Dầu sa mạc, hoang đảo, rừng sâu, núi cao, ở đâu có Sipa Lý thì ở đó có tài lộc nha. Thì đó là một chuyện, chuyện về cuộc đời Ngài, cuộc đời của Ngài. Và có một lần đó Ngài mới thử, Ngài nói bạch Thế Tôn, con muốn biết là trên đỉnh núi cao hoang vắng không người, con có thể lo liệu đời sống của 500 tỷ kheo được hay không, xin Thế Tôn cho phép con. Đức Phật đã được, muốn thì cứ làm. Thì giống như Ngài Mục Tiền Liên có thần thông là đi chỗ kia, còn Ngài thì Ngài muốn thử một lần. Ngài mới đem 500 tỷ kheo lên đỉnh núi mà hoang vu đó, chim bay mà còn vắng bóng chim bay đấy, cao quá vắng bóng chim bay không nổi đó, mây xám mù mịt trên đó, đệ nhất ma thiên nước độc. Mà khi Ngài đem 500 tỷ kheo lên đó thì ôi thôi, một vị trấn bỗng dưng thình lình xuất hiện trên đó. Đấy, nhà cao cửa rộng, chư thiên long vương càng thác bà dạ so, các chúng thiên lân hộ bát bộ đều xuất hiện để mà cúng dường cho Ngài, và 500 tỷ kheo y như dưới phố. Thì lúc đó Ngài mới xác định là mình đúng là đệ nhất, giống như Ngài sẽ lại phát công buổi chiều đó, Ngài nhập định, Ngài nhập cái thiền quả xong Ngài xuất định, Ngài mới suy tư về Phật pháp, ngược xuôi Ngài suy tư mấy chục ngàn vấn đề trong một buổi chiều đó.
xong rồi ngài mới xác định đây mới đến là chúng là đến là đúng là đỉnh cao của trí tuệ tinh văn mà ta đã đạt được trong cái tam thiên đại thiên thế giới. Ngoài Thế Tôn không ai có thể làm được cái việc như ta vừa làm. Đấy, tuy nhiên ta vẫn là một đệ tử, tuy nhiên ta vẫn còn là một đệ tử của Thế Tôn, vẫn chỉ là một đệ tử. Để ngài mới suy nghĩ thêm, một bậc đạo sư như Thế Tôn thì chắc chắn là chư Phật quá khứ chỉ có bằng chứ không có hơn, và chư Phật trong vị lai chắc chắn cũng chỉ bằng chứ không có hơn. Ngài nghĩ như vậy rồi ngài mới vào ngài lạy Phật. Ngài nói bạch Thế Tôn, chiều nay trong cái lúc mà xả thiền con đã làm như vậy, con đã suy tư về giáo pháp Thế Tôn theo các chiều thuận nghịch ngược xuôi, và con đã vì bữa nay là cái bữa mà con sống hết mình với cái trí tinh văn của con, và con mới nhận ra là con đã có một bậc đạo sư là Thế Tôn. Một bậc đạo sư mà con nghĩ rằng chư Phật ba đời mười phương chỉ bằng chứ không có hơn. Nếu nghe bằng cái tâm tình của một người như chúng ta, trong cái suy nghĩ ước lượng như chúng ta, nghe đệ tử nói như vậy thì chúng ta có lẽ một là gật đầu, hai là rất là vui, vui ra mặt, vui kính đáo. Nhưng mà không, Đức Phật thì không. Ngài hỏi Ngài Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất có biết gì về chư Phật quá khứ, vị lai? Quá khứ Xá Lợi Phất có hiểu gì về cái sở hành, cái công hạnh của chư Phật ba đời mười phương mà Xá Lợi Phất nói như vậy? Xá Lợi Phất có bao giờ thử là tìm hiểu về cái cảnh giới của các đấng Như Lai toàn giác hay không, hay không? Con không có khả năng đó. Phật nói nếu ngươi không có khả năng đó mà ngươi lại nghĩ rằng nó là không ai hơn ta thì đó là đại ngôn, bạo ngôn. Không, ngài không nói sai mà nghe đó là tiếng gầm của sư tử. Thì ngài sẽ phát đề đúng. Con nghĩ con đã có cái đại ngôn, nhưng mà con nghĩ con không có sai. Bởi vì tối thiểu con hiểu tất cả chư Phật ba đời mười phương đều phải đoạn trừ năm rừng cái mới đắc được tận cùng thiện chỉ. Tất cả chư Phật ba đời mười phương đều phải thấy rõ bốn đế mười hai duyên khởi thì mới đắc thành vô thượng chánh đẳng cảnh giác. Tất cả chư Phật ba đời mười phương đều phải hoàn mãn 37 phẩm thờ đạo mới trở thành chánh đẳng cảnh giác. Thì con nghĩ rằng đó là cái con đường mà tất cả chư Phật đã đi. Thì con nghĩ không có khác nữa. Nếu mà không có gì khác thì con nghĩ con dựa vào đó mà con nói rằng không ai hơn Thế Tôn. Nhớ nha, tôi vừa kể chú giải của kinh Tự Hoan Hỷ nha. Tự Hoan Hỷ cảm ơn sư Hành Tuệ. Nhưng mà nãy giờ tôi giảng là giảng theo chú giải nha, chỉ còn mà coi đang chánh tạng thì không có bao la bát ngát như vậy đâu nha. Rồi bây giờ mình đã học xong cái chuyện của ngài Sivali nha. Bây giờ mình học tiếp theo là cái chuyện của ngài Niệu Phật Ca Lý. Phật Ca Lý là một vị tỷ kheo mà được xem là đệ nhất là tính xuất gia. Có nghĩa là sao? Tính giải thoát. Có nghĩa ngài là vị duy nhất mà bằng cái sức đẩy vô song của tính tâm, lấy cái niềm tin vô song không ai sánh bằng, lấy nó làm cái nền để mà phát triển tuệ quán. Người ta thì người ta nhập, người ta tu thiền chỉ, có thần thông, có thiền định, người ta mới lấy đó, người ta làm cái nền, nó tu thiền quán. Nói chung là mỗi vị có một kiểu, nhưng mà riêng ngài đó, thì ngài an trú ở trong cái niềm tin và nó là bán mạng đó, niềm tin bán mạng, lát nữa tôi kể tại sao bán mạng. Thì coi như là ngài là một công tử mà ngài có một lần ngài đi nghe pháp thì nhìn thấy cái hảo tướng của Thế Tôn mà ngài nghĩ liền. Đời này ta không thể nào rời xa cái con người này được nữa. Ta chỉ có muốn bỏ hết mọi sự trên đời để ngồi yên mà chiêm ngắm cái tôn nhang của Thế Tôn, của đạo sư thôi. Đẹp như vậy. Đọc mấy cái này mình thấy Đức Phật đẹp thiệt. Rất là đẹp. Chứ không phải là hảo tướng là tướng quý không đâu, mà ngày đẹp. Quý khác, mệt khác. Mà có nhiều cái tướng quý nhìn nó dị lắm. Còn Đức Phật là âm thanh nè, ánh mắt nè, cái ánh mắt nè, rồi cái giọng nói nè. Ánh mắt, giọng nói, rồi ở đây đôi khi Đức Phật hữu sự ngài cũng có mỉm cười, nụ cười đẹp nhất tam thiên đại thiên thế giới, nha. Thì ngài Sĩ Đức Phật Lý, ngài thích quá, ngài buông hết, ngài đi tù. Suốt trong chú giải có nói thế này, sau khi xuất gia hả? Tát Tô Bát Tha Giá kể từ đó, Tháp Bê Toa A Ha Ra Cá Ra Na Vì Lần, ngoại trừ ra có cái giờ ăn thôi,
áo xì sắc cà lề dấp tới tiền nó sắc cà đó sắp linh tát sẽ tùng tấp tới tù vú nó xô mà nó cà rằng bà hà đó sắp lần ô lô kinh tú bị hà tí. Ngoài từ cái giờ mà sinh hoạt cá nhân như ăn uống vệ sinh thì ngài cứ dành hết cái thời gian để ngài ngồi ngài nhìn Đức Phật rồi động trợ. Có nghĩa là từ cái giờ sinh hoạt cá nhân ra là cứ là đi đứng nằm ngồi có dịp là cứ nhìn Đức Phật thôi. Này cứ nhìn Đức Phật thôi. Thì có một ngày kia Đức Phật cảnh sát thấy rằng cái vị này phải có một cái cú sốc thì mới thay đổi cái kiểu sống được. Chứ còn cái kiểu này đó là cái đạo căn cái vị này, cái tuệ căn giác ngộ vị này không có phát triển, không có lớn mạnh, không chín mùi, không có thuần thục được. Cho nên Đức Phật ngày mới quở. Ngài nói cái thân này, cái thân bất tịnh này có đáng gì mà ngươi cứ nhìn, cứ thích thú chim ngắm như vậy. À, hãy ra đi, up đi, hí, hãy lên đường, hãy đi chỗ khác đi, hãy đi chỗ khác đi, như ta không có muốn ngươi ngồi nhìn Như Lai nữa. Thì ở trong chú giải nói rằng cái câu nói của chư Phật A Đấy và Chánh Nát, cái câu nói của Phật luôn có một cái thần quy lực lạ lắm, người ta không có dám cãi. Người ta không dám cãi, người ta dám cãi. Cho nên là khi mà nghe Phật nói như vậy thì ngài buồn lắm, buồn lắm. Suốt bỏ ngài đi suốt 3 tháng không thấy Phật, ngài không muốn sống nữa, ngài nói thôi. Bây giờ sống làm chi mà không thấy được bậc đạo sư. Lúc ngài có cái ý tự sát thì lúc Đức Phật ngài phóng quang. Trong đây gọi là ô pha sanh quý sách chi tôi quý sách chi tí. Phóng là quang tới, phóng là quang tới. Ngài nói bắt lý ở đây nè. Thì khi mà ngài gọi là đây gọi là palawapiti, tức là niềm, cái niềm hân hoan, cái niềm pháp duyệt, pháp hỷ mãnh liệt. Nó dâng trào lên, cho nên là ngay lúc đó ngài không có thần thông, nhưng mà tự nhiên ngài bay bổng lên, bay bổng lên, đúng rồi, đây có cái chữ này, Bút Tha Chết Nam A Đi Bá Chà Nè. Thì ngài bay bổng lên bằng cái tâm quan hỷ đó, ngài xuất hiện tới trước mặt Đức Phật, và Đức Phật ngài giảng cho ngài nghe một câu, một câu kệ ngôn. Đại ý như thế này, một cái vị tỷ kheo mà sống hoan hỷ ở trong cái Phật Pháp á, thì mới có cái hy vọng mà đi được trên cái con đường giải thoát thanh tịnh. Tu mà không có vui thì lấy cái nhựa sống đâu mà tu. Cho nên phúc thay cho tỷ kheo nào mà sống trong cái đạo này mà có niềm vui, rồi cái gì nữa, có cái tính tâm. Nhưng mà kết thúc câu này mới hay. Niềm vui nào, tính tâm nào cũng không bằng cái niềm vui của cái giây phút mà dứt các hành, sang kha rú và sa mạc xuất hành. Nhớ nha, thì kheo sống trong cái đạo này thì phải có niềm vui, phải có tính tâm thì mới có hy vọng đi trên con đường giải thoát. Nhưng mà rốt ráo trên tất cả, đi bằng niềm vui, đi bằng tính tâm trên con đường đó, nhưng để hướng tới mục đích rốt ráo sau cùng là sự tịnh chỉ các hành, không còn để danh sắc có mặt nữa, không còn tiếp tục tử sanh hiện hữu tồn tại trên đời này nữa. Nghe ngày nghe xong ngày ban đắc quả La Hán, đắc quả La Hán cùng với bốn tuệ phân tích, và ngày bước xuống trên hư không, dễ sợ chưa. Từ đắc bốn tuệ phân tích lục thông. Và về sau trong một cái ngày thích hợp trước mặt đại chúng ở Kỳ Viên, Đức Phật đã long trọng xác nhận tuyên dương ngài Vắc Ca Lý rằng trong đệ tử của ta, cái vị mà lấy cái niềm tin mà làm cái nền tảng để mà tu tuệ quán chính là Vắc Ca Lý. Nhớ nha. Cho nên chúng ta nhớ một điều, vì cái sự có mặt của chúng ta trong đời này chỉ là sự có mặt của sáu căn. Nhớ nha, sự có mặt của chúng ta, dầu là sự có mặt của con ruồi, con dòi, hay là của một vị Phạm Thiên, hay là của một bậc hiền thánh, thì tất cả mọi sự có mặt chỉ là sự có mặt của sáu căn. Do chính cái sự có mặt của mình là sự có mặt của sáu căn, và cũng chính từ sáu căn mà chúng ta tiếp tục có mặt. Cho nên siêu cũng là sáu căn, mà đọa cũng là sáu căn, luân hồi là bằng sáu căn. Về cõi khổ cũng do chúng ta sử dụng sáu căn thế nào, mà về cõi lành cũng là do chúng ta sử dụng sáu căn thế nào. Té ở đâu đứng lên chỗ đó, sanh tử do sáu căn thì giải thoát cũng do sáu căn. Có người do nghe đạo mà đắc, có người do nhìn mà đắc, có người do chịu đựng một cơn đau mà đắc, có người bằng một suy nghĩ mà đắc. Như vậy thì từ sáu căn mà ta luân hồi,
từ sáu căn mà ta giải thoát. Ở đây ngài Bạch Ca Lý đúng là nhà tu bằng cái tính tâm, tu bằng cái niềm tin, nhưng mà phải nói ngài đã tận dụng con mắt của ngài một cách cực kỳ thông minh. Cho nên tôi nói trên đời này không có một cái gì mà không có một cái cảnh sắc nào mà nó hay hơn là hình ảnh của Đức Phật. Không có cái hình ảnh nào mình nhìn mình thích mà mình có phước ngoại trừ ra hình ảnh Đức Phật. Tôi nói như vậy không có nghĩa là sau cái buổi giảng này bà con dốc túi đi tậu một cái bức tượng đẹp tuyệt vời cực kỳ đắt đỏ thì không, nhưng mà tôi muốn gợi ý thôi, thờ Phật là phải thờ bức tượng nhìn có hoan nghỉ nha. Bởi vì mỗi lần mình nhìn bức tượng mình quan nghĩ là mình đang tu bằng con mắt. Xưa giờ trong vô số kiếp sanh tử mình sa đọa là vì con mắt, vì lỗ tai, bây giờ mình dùng con mắt để mà mình tu. Mình tu bằng mắt, tu bằng lỗ tai, tu bằng những nỗi khổ niềm đau, tu bằng những suy tư hợp lý, suy tư thông minh. Tất cả đó là tu là giải thoát bằng sáu căn. Còn cái người không biết đạo, không hành đạo, không học đạo thì họ lại sa đọa trầm luân vì sáu căn. Câu chuyện về ngài Bạch Ca Lý là một cái bài học cho chúng ta thấy rằng té ở đâu rồi đứng lên ở đó. Ta đã vì sáu căn mà sa đọa thì tại sao ta không biết dùng sáu căn để mà giải thoát nha. Rồi tiếp theo là ta bèn học qua một cái bài khác, đó là bài về ngày ra hú lá. Ngày ra hú lá là con trai của Thái tử Tất Đạt. Nhiều người cứ nói là ngày con của Đức Phật mà mình không nên nói như vậy. Mình không nên nói con của Đức Phật mà mình phải nói là con trai của Thái tử Tất Đạt nha. Mà ở đây mình thấy một chỗ là tại sao mà ngày Ra Hú Lá và ngày Rắp Tháp Ba Lá là được kể gần nhau, là bởi vì trong nhiều kiếp liên tục hai vị này có một cái quan hệ bằng hữu sinh tử chi giao rất là sâu đậm, nghĩa kim bằng đó. Cái nghĩa kim bằng rất là đá vàng. Cách đây 100.000 đại kiếp thì ngày Ra Hú Lá là nè, con của Thái tử Tất Đạt, và ngày Rắp Tháp Ba Lá. Rắp Tháp Ba Lá được dịch qua tiếng Việt là Bảo Quốc nha, Bảo Quốc. Bảo Quốc là Rắp Tháp Ba, Rắp Thá có nghĩa là đất nước, còn Ba Lá là bảo vệ nha, Rắp Tháp Ba Lá là Bảo Quốc. Cũng giống như Asoka. Asoka tôi dịch là Mạc Sầu, Lý Mạc Sầu đó, là Mạc Sầu. Mạc Sầu, có chỗ ghi là Vô Ưu. Vô Ưu cũng ok, nhưng Vô Ưu nghe không có phê. Đó là Asoka vậy là Mạc Sầu, hoặc là Tiêu Phiền. Tiêu Phiền, Mạc Sầu, Vô Ưu đều dùng để dịch cho chữ Asoka hết nha. Còn cái chữ Rắp Tháp Ba Lá mình dịch là Bảo Quốc. Thì một lát nữa mình sẽ kể chuyện về ngày Rắp Tháp Ba Lá. Bây giờ mình kể ngày Ra Hú Lá trước. Cách đây 100.000 đại kiếp thì hai cái vị này là bạn thân, thần lắm. Hai ông là hai ông bá hộ giàu có lắm. Quý vị còn nghe không? Hai ông này cũng giàu lắm, bạn thân. Thì hai ông này là hai ông bá hộ, mỗi ông như vậy đó. Mỗi, ghi giùm tôi nha, mỗi ông bá hộ có thờ một vị thầy. Mỗi ông bá hộ có thờ một vị thầy, kêu là một ông nào cũng là đạo sĩ hết á. Ngài Rắp Tháp Ba Lá lúc đó đó, ngài cũng thờ một ông đạo sĩ làm thầy, giống như vua Tịnh Phạn mà thờ ông A Tư Đà vậy đó. Giống như vua Tịnh Phạn mà thờ ông A Tư Đà làm sư phụ. Thì hai cái ông bá hộ này nè, mà cũng mỗi ông thờ một ông đạo sĩ đắc thiền ngũ thông hết á. Thì ngài Ra Hú Lá lúc đó ngài cũng thờ một đạo sĩ, vì nó cũng đắc thần thông, mà cứ trưa như vậy đó, buổi trưa vị đang ăn cơm xong hay đi xuống cái Long Cung ở dưới đáy biển đó. nghỉ trưa mà cứ lâu lâu vậy ông hay kể không em, trên cõi người này đó, nó nóng nực bụi bặm hôi hám đó, mà thấy gì đâu vàng có miếng nhỏ xíu quý lên quý xuống, trong khi nó ở dưới Long Cung nó vàng nó bằng khói ở dưới, nó còn ngọc ngà đó, là nó như trái dưa hấu, như trái dừa khô, nó nằm lăn lóc dưới mai tùm lụm hết á, mát lạnh thơm ngát rồi sung sướng lắm. Lâu lâu cũng hay kể vậy đó, ông giác trưa trưa ta nằm dưới chân ta mấy cái viên ngọc đó, nó như dừa khô dưa hấu, nằm lăn lóc mai lụm ở trên cõi người mình gì đâu mà viên ngọc bằng hột tiêu bằng trái nhãn, nó quý, nó giành giật sống chết nha.
Thì còn cái ông đạo sĩ mà thầy của ngài Rathappa lá đó, thì ổng cũng đắc thần thông, với từ trưa ổng hay lên cõi trời nếu mà ổng nghỉ trưa để cho nó mát. Mát thì dĩ nhiên chúng ta cũng phải hiểu ngầm một điểm, đó là mấy cái nó có một điểm nó rất là khoa học, đó là ở những cõi đó nó không có oxygen như mình. À, cho nên cái người mà lên được trên đó phải là người có cái khả năng không cần thở nữa mới được nha. Mà muốn quá hiện thần thông là anh phải đắc tứ thiền nha. Cho nên đối với người đắc tứ thiền thì làm cái chuyện hơi thở đối với họ là có cũng được, không cũng được. Chắc trưa ông lên đó ông nghỉ trưa rồi là cứ lâu lâu hay kể cho học trò nghe, ông nói thì cái cõi người nó không ra cái gì hết á, đi lên cõi trời mà nhìn thấy chư thiên trên đó rồi về nhìn cõi người giống như đống rác vậy đó, nó vừa hôi mà nó vừa xấu, bất tịnh, tiểu thọ, ồn ào. Thì cứ hai sư phụ cứ mỗi ngày lâu lâu hốt rồi đệ tử một than vậy đó, hốt riết rồi hai đệ tử bị nhập tâm. Ông thì cứ ăn rồi cứ mê sanh về long cung, tức là ngày một ngày ra hú lá đó, ăn rồi cứ mơ sanh về long cung, còn ngày rách thắp ta lá thì cứ mơ sanh về cõi trời. Mà các vị biết không, cúng dường hộ độ cho một cái người mà đắc thiền đó phước báo lớn lắm, bởi vì họ là người ly dục mà, nhớ nha. Cho nên là hai ông báo hộ thì chết rồi, một ông sanh về trời ông làm đế thích, ngài Rathappa lá về trời làm đế thích, còn ngài Rahu lá nó chết rồi sanh về long cung xui gặp sư phụ. Ông không có xúi nhưng mà ông cứ giống như vũ khí, không phải vũ khí mà giống như khích lệ vậy đó. Khích lệ riết rồi coi như đệ tử dính luôn, bởi mình phải nhớ cẩn thận, thầy bạn quan trọng lắm. Cái phước duyên của mình mà mình gặp ông thầy kiểu nào đó là ổng dắt mình đi, hồi là mình đi theo cái quỹ đạo của ổng, nó mang gọi là mai rủi hình xui nha. Thì ngày ra hú lá ngày chết rồi, ngày về long cung ngày làm long vương đó, còn ngày Rathappa lá thì về trời làm đế thích. Thì lúc đó là Phật Panamuttara ra đời. Thì chư thiên muôn cõi xuống chầu hầu nghe pháp, nghe cúng dường lễ Phật. Thì trong số nó có đi thích, thì thích xuống nghe pháp, thích quá, thích đi. Ông gặp Thế Tôn mong có hảo tướng rồi pháp âm ví diệu, ông thích quá, ông mới chợt nhớ người bạn cũ, ông nói cái này đó mà ông bạn mình mà ông gặp Phật là thôi, cho ông thích biết là chừng nào. Ngày xưa đó là coi như là gặp được hai ông đạo sĩ là hai anh em đã thấy phê rồi, bây giờ mình gặp Đức Phật và thấm chúng kiểu này thì thôi là còn nước non nào nữa. Cho nên là ông mới bèn xuống long cung, ông mới nói, ông nói bây giờ có một vị chánh đẳng ánh giác ra đời, thì bây giờ coi là sư đệ coi như là làm sao mà thỉnh được ngài xuống đây mà trai tăng cúng dường đó, thì cho nó mới phỉ nguyền nha. Thì ngày Rahu lá nghe và thích lắm, ngày nghe thích lắm, ngày thích lắm đó, thì ngày mới là thỉnh đức lên cõi người, thỉnh Đức Phật và chư tăng Thế Tăng. Thì Đức Phật Panamuttara ngày biết hôm nay đó là long vương mà thỉnh mình xuống, nó có tánh tình như thế nào, cái căn cơ ra sao ngày biết, cho nên ngày đặc biệt cố ý kêu cái vị tỳ kheo mà là con ruột của ngài lúc còn tại gia đó, biết trong rung hiểu không ta. Vị Phật nào cũng có một người con giống như ngài Rahu lá vậy đó, không biết trong rung hiểu không. Thì ngài cũng có một vị Phật nào cũng có, cho nên vị Phật này ngài Panamuttara cũng có, ngài cũng có một vị tỳ kheo là con ruột như vậy thôi. Thì cố ý ngài dắt cái vị đó theo. Thì Đức Phật đó có 32 hảo tướng, thì người con dĩ nhiên cũng có 32 hảo tướng đẹp lắm. Xuống dưới trời tăng xong xuôi rồi đó, thì Đức Phật ngài mới nói tỳ kheo đó, là ngài con thuyết pháp đi. Trời đất ơi, cái vị đó là lục thông tam minh và bốn trí vô ngại thiết. Wow. Long Vương thấy thích quá, Long Vương không có nghe, không thèm nghe, không thèm hiểu, không thèm nhớ gì hết. Cứ ngồi ăn rồi cứ dòm chăm chăm cái ông sư, cái ông tỳ kheo bằng tiếng Pháp, ông phê quá phê. Ông đợi tiếng Pháp xong, ông mới hỏi cái vị tỳ kheo, ông hỏi gì chứ cái vị này là ai mà sao giống Thế Tôn như hai giọt nước vậy. Thì cái vị nói cái này là con ruột của ngài lúc ngài còn tại gia đó, bây giờ đi xuất gia đã A-la-hán rồi đó. Ông thích quá, ông mới quỳ sập trước mặt Đức Phật Panamuttara, ông mới long vương, ông mới khấn thế này: phước lành mà cúng dường Thế Tôn và thánh chúng, con xin nguyện đời sau con được làm một tỷ kheo mà là con ruột của một vị Bồ Tát kiết chót nha. Thì Đức Phật quán xét cái căn duyên ngài thấy được, ngài thọ ký, ngài nói 100.000 đại kiếp nữa sẽ có một vị Phật chánh đẳng giác giống như ta đó ra đời, thì lúc đó nó ngươi sẽ là con ruột của ngài trước khi mà ngài xuất gia thành đạo.
lúc đó ngươi sẽ có cái tên là Rahula nha. Mẹ của ngươi là Bimbisara, mẹ bố mẹ của ngươi là Bimba. Bimba tức là Yajudala đó, Yaju Bimba Yasutra đó. Ngài nói xong rồi ngài trở về nhân gian đấy. Thì lúc đó Đế Thích khi mà thấy ông kia ông nguyện như vậy, Đế Thích mới nhớ ra đó là mình rất là mong được một cái vị trí quan trọng trong đời Phật tương lai. Cho nên là khi mà trong một lần xuống nghe pháp, Đế Thích gọi là thấy Đức Phật Mambanamutra mà tuyên dương một vị mà gọi là xuất gia vì niềm tin á. Nãy ngày Vakali là đắc đạo vì niềm tin, còn cái vị này ngày Thấp Ba La là xuất gia vì niềm tin, không ai bằng hết á nha. Thiết tha dám bán mạng cầu lấy cái chết đổi cái áo tu nha, lấy cái chết để đổi áo tu nha. Cho nên là mới gọi là đệ nhất xuất gia vì niềm tin. Thì Đức Thích mới xuống nguyện bạn con nguyện trở thành con của vị Phật tương lai, còn con cũng nguyện trở thành là đệ nhất thánh xuất gia. Rồi Đức Phật cũng thọ ký cho. Sau khi luân hồi nhiều kiếp đến kiếp chót cuối cùng thì ngày Rahula sanh vào làm con của bà Gia Du và Thái tử Tất Đạt. Còn Ratthapala thì sanh vào làm con của một gia đình đại phú gia ở xứ Kauravya, xứ Kuru. Thì bữa đó ngài lớn lên rồi đó thì ngài cũng có vợ, cũng có đâu mấy bà đó, vợ lớn vợ bé. Ngày xưa mà giàu quá, giàu lấy con bà phí. Thì ngày đi sức kỳ nghe đạo thôi, ngày thích quá ngày mới về ngày xin đi tu. Thì ba má mới nói thế này, nó trời đó cô gia tài mình muôn hộ như thế này, không có người kế thừa, có mình con mà con nghĩ sao mà con bỏ con đi tu. Gia đình dứt khoát từ chối thì ngày mới nhịn ăn. Ngày nhịn đến mức mà coi như gia đình thấy nóng ruột quá, gia đình mới nói thôi ok bây giờ con cứ đi tu, chứ bây giờ để vậy là con sẽ chết. Thì khi mà gia đình á là đồng ý ngày đi tu, ngày đi xuất gia trong thời gian ngắn, sinh ra là ngày đắc A La Hán lục thông tam minh tứ tuệ vô tịch. Thì cái bữa đó ngày đi bác trở về cái làng xưa, trở về làng cũ, thì ngày gặp lại cái cô đệ tớ gái của ngài, cái tôi cô người hầu của trong cái villa của ngài đó, cô đang sắp nguyên một cái xô cháo mà cháu thiêu có đi đổ. Thì ngài đang ôm bác, ngài nói cô ơi, nếu mà cái cháo, cái xô cháo đó là cái xô cháo thiêu, đồ bỏ, đồ vứt đi, thì thay vì cô đi cô đổ tùm lum thôi, cô đổ cho cái bác của tôi nè. Mình đọc cái này mình mới tin A-la-hán, là cái tâm của họ đúng là vô ngại thì chứ, ha. Thì tôi đọc cái đó tôi lạnh như sống, cái nguyên một cái xô mà cháo thiêu mình không biết nó ăn, nó khạc nhỏ, nó bỏ tầm bi tầm ba, nó ai mà biết. Nhưng mà ngài nói cứ hễ mà đó là đồ bỏ, đồ vứt đi thì đổ cho bác của tôi nè. Thì ngài thì bả đổ hết, dù bả đổ dù sao mắm mới ngước lên mới nhìn. Bởi vì tại sao mắm dám nhìn? Trước đây mắm nhìn mà bây giờ mới dám nhìn, bởi vì biết bên Ấn Độ đó, cái người mà giai cấp thấp ra đường là chỉ biết cúi đầu lầm lũi điên như con thú, ngước mặt mà nhìn mà trúng cái dân mà cao quý đó là nó đánh cho chết. Thậm chí đó, cái bóng của người quý tộc đó mình cũng không được quyền dẫm lên, mình thấy nó đi vậy đó là mình nép qua bên, mà đám quý tộc mà nó dẫm nhầm cái bóng của cái thằng mà hạ cấp là nó về nó tắm 3 tháng. Tắm 3 tháng nha. Cho nên cái cô này cũng biết thân lắm, ra đường cứ lầm lầm lũi lũi nghe như vậy thì nghe quen quen vậy thôi, thì cũng đổ cái xô vô. Tại lúc tu sĩ tràn ngập mà, lúc mà tu sĩ Ấn Độ bây giờ cũng vậy, tu sĩ đầy đường hết, không gặp đạo này cũng gặp đạo kia. Nhưng mà khi mà cổ đổ xong, cổ nghe cũng cái giọng nói quen, cổ ngứa cổ thấy wow. Cổ mới chạy đôn chạy đáo 3 chân 4 cẳng chạy về nói cho bà chủ, mới nói bà ơi, thiếu gia về rồi, về ngoài đầu làng á, thiếu gia đi ăn xin cầm cái bát mà con đâu có biết đâu, rồi thiếu gia kêu con đổ cái xô cháo thiêu vô bát thiếu gia, con đâu có dám dòm, con đổ đại mà sau lúc con đổ con thấy giọng nói ăn quen, con nhìn lên con thấy thiếu gia, trời đất ơi tội nghiệp lắm, bây giờ không có tóc tai hết, tụi lũi vẫn y củ xì mà mình bát mà ăn cháo thiêu vậy đó. Thì bà nói nếu mà đúng mà thiếu gia công tử của con mà về đó là kể như bữa nay là con được không còn nô lệ nó, con thành là người nhà luôn nha. Thì bà mới cho người chạy ra đi tìm, đúng thấy ngày ngồi gốc cây cái là mời ngày về nhà. Ngày về tới nơi gia đình nói tại sao con không có đi vô nhà con ăn ngoài đường ăn đồ thiêu. Cái ngày đó hồi xưa tôi còn ở nhà thì đây là nhà của tôi, nhà của ba má tôi, bây giờ tôi đi xuất gia rồi, tôi là người có muôn phương. Cơm bánh là của tín thí, là muôn nơi chứ không có ăn riêng của nhà ai hết, không nhà, lục thân bất nhận.
Thì thôi gia đình nó thôi ngày mai về nhà ăn cơm mà được không? Ngày nó được. Thì hôm sau ngày về thì gia đình mới là cho đổ hai cái đống vàng đống bạc mà người đứng bên đây không thấy người đứng bên kia thì đổ rồi cho ngày thấy nó lấp ló nó chối lòa để ngày mê. Xong rồi kêu mấy cô vợ trang điểm thiệt là đẹp lạng qua lạng lệ để cho ngày động lòng trần ngày đừng có đi tu nữa. Nhưng mà không ngờ khi mà ngày dùng sau ngày dùng xong rồi họ ngày thấy hậm mợi bắt đầu giở trò cái ngày nói thế này. Đem hết hai cái đống này nè đổ xong á, ít có gieo quả hơn là cho người khác. Thà mình đem hai cái đống này đem luyện xong á thì không có hại ai, nhưng mà nếu mà lấy hai cái đống này mà lấy nó để mà hưởng dục và đem cho người khác để họ hưởng dục á thì là mình đẩy người ta vào cõi đọa. Mặc dù nghe ngài nói mình cũng hơi tiếc của thiệt, nhưng mà nghĩ ngài nói đúng. À, ngài nói đúng. Giống như trong kinh kể có ông đậu sĩ đó, mà ông đi với mấy đệ tử đi ngang cái bụi rậm, ông liếc ông thấy có cái chùm vàng đó. Ông mấy đệ tử nó sư phụ, hình như cái chùm vàng đó sư phụ nghe. Rắn độc đó. Đừng có nhìn nữa, đi đi tiếp. Thì mấy thầy trò mới về sơn động thì 2-3 ngày sau mới biết chuyện này. Có con đám thợ rừng nó đi nó gặp cái hũ vàng đó, nó mừng lắm, nó bắt đầu nó chia nhau. Mà trong lúc chia nó động lòng tham á. Thì tổng cộng là 3 thằng Tèo, thằng Tí, thằng Tuấn là 3 thằng nó mới chia nhau cái hũ vàng. Nó chia xong rồi cái mới bàn nhau rồi giờ mình ăn mừng đi. Mình ăn mừng á thì coi như nó là nó cử một thằng đi mua thức ăn. Thằng đó nó mua thức ăn rồi nó bỏ thuốc độc vô, nó về nó giết hai thằng này, đại khái như vậy. Còn hai thằng ở nhà đấu với nhau để mà lấy luôn cái phần của bạn mình. Cuối cùng bị cái hũ vàng đó mà huynh đệ tương tàn thì cuối cùng chết sạch hết. Đứa thì chém, đứa thì bị đâm, đứa thì ăn nhầm đồ thuốc độc chết hết nha. Thì ở đây cũng vậy đó. Mình phải nói đó là nếu mà nói cho rốt ráo đó, thì tất cả những cái phương tiện vật chất dùng làm phương tiện tu tập thì tốt. Chứ nếu mà có một chút tơ hào nào được vận dụng cho cái mục đích hưởng thụ, đó là con đường đi xuống. Chúng ta phải nói với nhau như vậy nha. Dầu chúng ta có dễ vui cánh mấy, chúng ta có giống con, chúng ta tu hành có giống con dầu vậy thôi nữa. Nhưng mà về cái điểm này chúng ta phải nhìn nhận là ngài nói đúng. Ngài nói rằng đem luyện hai cái đống này xuống sông, nó không có gây hại cho ai. Nhưng mà lấy hai cái đống này mà hưởng dục đó, thì đi xuống là cái đắt. Đó là ngài nói về hai cái đống vàng. Còn mấy cô kia lặng lặng ngài nói thế này. À, kìa nhìn xem cái gương mặt tô đầy những phấn những sáp, những hương hoa mỹ phẩm dầu thơm, à, vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác. Ngài đọc một loạt mấy bài kệ rất là hay, ngài Minh Châu dịch rất là thơ mộng. À, các vị vào ở trong Trung Bộ ha, bài kinh Ratthapala ha. Ratthapala kia là khuôn mặt phấn sáp mỹ phẩm, vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác. Ngài nói xong rồi cái ngài dùng là thông ngài bay mất tiêu. Ngài bay và ngự quyển thì ông vua xứ đó, đó bữa chắc trưa ông mới tính đi ra vườn nghỉ thì ông nghe người ta báo ngoài đó có vị sa môn. Ông ra tới nơi ông thấy ngài đẹp trai mà ông biết cái xứ thân của ngài nữa. Ông nói trời ơi, ngài con của ông bá hộ chẳng biết mà ngài tuổi xanh mà khỏe mạnh xinh đẹp khôi vĩ tướng tú thế này, vì đâu mà ngài đi xuất gia? Cái ngài mới nói rằng vì ta thấy rằng là ta thấy những cái điểm này mà ta bỏ đời ta đi nè, thế gian là vô hộ vô chủ, ra đi bỏ tất cả. Thì ngài hỏi vô hộ vô chủ làm sao? Cái ngày đó tấp lá ngài nói mình đến với cuộc đời này tay trắng, mình ra đi trắng tay. Nè, rồi vô hộ vô chủ là vậy, có nghĩa là nhất khoảnh điền thiên niên vạn chủ, một cái nhà một miếng đất chỉ trong 100 năm bể dâu rồi đổi qua mấy đời chủ, chừng đó chưa đủ chán hay sao? Thấy như vậy mà tôi phải đi xuất gia. À, ngài Ratthapala là ngài vậy đó, là đệ nhất gọi là xuất gia vì niềm tin, là vì ngài dám lấy cái mạng để đổi lấy cái áo tu nha. Gọi là Ratthapala. Còn ngài Rahula thì sau khi mà luân hồi nhiều kiếp thì cuối cùng sanh vô làm con của Thái tử Tất Đạt. Mà quý vị biết không, nhiều sử gia hôm nay đó mà họ ghi về đời Đức Phật, họ có một nhận xét đích đáng mặc dù có chút hiểu lầm. Họ nói rằng nếu mà đọc phát qua đó thì gia đình của Tất Đạt là một gia đình đại phúc. Nhưng mà nếu đổi ra đời sống ở nhân gian mà nói thì gia đình của Tất Đạt, đời sống của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là một mảnh đời bất hạnh, đẫm lệ. Vì sao? Vì mới sinh ra 7 ngày thì mồ côi mẹ.
sau đó đi lấy vợ sớm. Thánh Gandhi lấy vợ năm 13 tuổi, Thái tử Tất Đạt lấy vợ năm 16 tuổi, 13 năm sau ngày có đứa con đầu lòng. Hai vợ chồng bằng tuổi nhau. Trong cái ngày mà đứa con trai đầu lòng vừa sanh ra thì cũng là cái ngày mà vợ ngài phải mất đi một người chồng, bởi vì ngài bỏ đi tu, còn ngài bắt đầu dấn thân vào hành trình sương gió. Đói khát, nóng lạnh, bệnh không thuốc uống, đói không gì ăn, lạnh không gì mặc, suốt 6 năm trời khổ hạnh nha. Cuối cùng thành Phật rồi thì lại sống cuộc đời của một người hành khất, rày đây mê đó, ăn xin đầu đường xó chợ. Đó là cách nói của các sử gia. Và bị không biết bao nhiêu kẻ tị hiềm ghen ghét, tìm đủ mọi cách ám toán, hãm hại, vu oan, điều tiếng, đủ điều nha. À, rồi đứa con của ngài là Thái tử Tất Đạt, Thái tử Rahula, nó mới vừa sinh ra chưa thấy mặt cha là đã mất cha, cha bỏ đi biển biệt. Còn bà Gia Du mang tiếng là công chúa, mày mà bao nhiêu năm, từ năm 29 tuổi đã là vò vỏ khuê phòng một mình, đêm đêm mà nhìn trăng, đúng là như trăng thiếu phụ bên lầu, như là đêm thiếu phụ bên lầu không trăng, buồn như vậy đó quý vị. Rồi cuối cùng sao đó đi tu. Ngày đó ngày ngày Rahula, ngày sống được có năm mấy tuổi ngày tịch, à, ngày tịch. Rồi mà đã đi 7 tuổi là đã xa mẹ rồi. 7 tuổi thì bữa đó ngày ngày thấy Phật về đó, bà Gia Du nói cha con biết rất là nhiều cái chỗ chôn tài sản. Những cái hầm châu báu quý lớn lắm. Mấy cây số to lắm. Con lại con hỏi cha xin cha giao quyền thừa kế cha chỉ chỗ đó, rồi mà con tha hồ làm vua con hưởng. Nhưng mà khi ngài ra hôn lá mới 7 tuổi chạy theo Phật á, thì hỏi ngài gì chứ, ngài cho con mấy cái phần tài sản của ngài đi. Ngài nói ta sẽ cho con cái quý hơn mà cái con xin nữa. Xong rồi ngài mới là nói với ngài Sư Lợi Phất đem dắt về chùa cho cạo đầu, đập bi cho tù luôn. Coi như là từng người trong gia tộc của ngài đó, nếu mà nói bằng cái nhãn quan của người đời đó, thì phải nói toàn là những người bất hạnh không à. Nhỏ xíu phải xa cha, xa mẹ, sống ăn ngày một bữa, nắng gió mưa sương, đói lạnh, sống như vậy. Cũng không có thọ, năm mấy tuổi mất rồi nha. Khởi nghiệp. Nhưng mà ngài có một cái hạnh đặc biệt lắm. Trong kinh kể cái năm đó ngài 18 tuổi, ngài đi xuất gia năm 7 tuổi, ngài ra hôn lá năm 18 tuổi. Thì ngày đi bác, Đức Phật đi đằng trước, ngày đi đằng sau, thì trong kinh đó, ngày nhìn Đức Phật có mấy chục tướng tốt, ngày nhìn lại mình cũng có mấy chục tướng tốt, ngày mới suy nghĩ Thế Tôn là voi cha, voi chúa, còn mình là voi con, không ai bằng mình hết trơn á, mình là đệ nhất diễm phúc. Thì lúc đó Đức Phật đang đi, ngày mới dừng lại, ngày nói cái tấm thân này có cái gì đáng để mà ngươi kiêu ngạo như vậy. Ngày sau đó buổi chiều thì ngày về, ngày mới dạy cho ngày Rahula về cái tam tướng của sáu căn, của năm bửng. Rahula nghĩ sao thì sau bữa ăn đó ngày về, ngày mới nói ngày Rahula là chúng ta sẽ đi vào rừng đó. Đi vào rừng ở đó hai thầy trò Đức Phật hỏi ngày Rahula, ngươi nghĩ sao, sắc thọ tưởng hành thức này là thường hay vô thường, rồi cái gì là vô thường, cái đó là khổ hay vui, cái gì là khổ thì cái đó có đáng để mình nói nó là của tôi, là tôi hay không. Đó là năm quẩn. Rồi nói sáu căn cũng vậy, mắt tai mũi lưỡi thân sắc thinh khí vị sốt là thường hay vô thường. Mà nếu nó là vô thường thì nó khổ hay vui, mà nếu nó là khổ thì nó có đáng để mình nói nó là bản thân mình hoặc là của mình hay không. Đó, và rất nhiều cái bài kinh mà trong kinh nó đặc biệt lắm. Sau cái giờ ăn của cái ngày hôm đó, khi mà Đức Thế Tôn ngài nói với ngài Ra Hô Lá là chúng ta sẽ đi vào rừng, thì lúc đó có nhiều ngàn mấy ngàn chư thiên họ đi theo, họ nói hôm nay chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến cái cảnh mà Thế Tôn dạy con. Đặc biệt lắm quý vị, rất là đặc biệt. Và ngài có cái hạnh hiếu học là như vậy. Trong các đệ tử Đức Phật, ngài được Đức Phật tuyên dương là đệ nhất hiếu học Sikkhakamo. Là sao? Là mỗi sáng như vậy đó, ngài hốt được một nắm cát, ngài tự hứa với lòng mình hôm nay ta sẽ học chừng này giáo lý từ Thế Tôn, từ các vị tôn túc. Mà các vị tưởng tượng đi, một người nó thông minh như vậy đó, mà hiếu học như vậy đó, thì cái biết của ngài trời biển cỡ nào. Trong kinh nói có cái lần đó buổi trưa, Đức Thế Tôn nằm nghỉ bên trong phòng, phía trước cái phòng Thế Tôn có một cái mái hiên rộng lắm, đẹp lắm, mát mẻ lắm. Ngài ra hô lá, ngài ra đó, ngài nằm thấy cái mát tốt vậy đó, mà vắng đó, ngài nằm nghỉ trưa. Mà lúc đó ngài đã đắc A-la-hán rồi,
năm đó ngài vừa tròn 20 tuổi, đắc A La Hán. Thì lúc đó ác ma thiên tử mới suy nghĩ như thế này: trên đời này làm gì mà không có cái phụ tử tình thâm, không có gì hơn để phụ tử tình thâm. Nếu bây giờ mình không tấn công Đức Phật được, mình tấn công con của ngài chắc là ngài nóng ruột dữ lắm. Thì lúc đó để coi cái ngài phản ứng ra làm sao. Thì ác ma mới hiện xuống, mới quá thành con voi to đùng như đó, lấy cái vòi quấn ngày Rahula, quấn xong rồi rống một tiếng rống long trời lở đất, dễ sợ như vậy. Đức có bị coi lộng hành như vậy, mà Đức Phật đang nằm bên trong, mà ngài Rahula đang nằm ở mấy hiên đó, mà ác ma dám xuống làm cái chuyện đó. Bởi cho nên hôm nay ai nói với tôi là sợ ma mà niệm Phật, nó thôi cho em xin đi. Hồi xưa mà Đức Phật ngài còn tại thế mà còn có chuyện này chuyện kia, mà bây giờ nó niệm Phật mà ma không dám nhát này, cái nó em không dám tin vụ đó nha. Còn nói rằng chữ tăng cầu an, tăng an gì nổi mà an. Ngài Mục Kiền Liên đệ nhất thần thông mà bị người ta bầm như thương tàu. Bà Úp La Văn Na đệ nhất thần thông binh ni mà bị người ta cưỡng hiếp. Dòng Thích Ca mấy ngàn người mà lúc Đức Phật còn tại thế, lúc đó ngài A Nan ở ngài Kề, ngài Mục Kiền Liên cũng còn sống nha, mà mấy ngàn người dòng Thích Ca bị tàn sát mà có ai cứu được ai đâu, cái nghiệp nó tới mà. Vậy nếu mà bây giờ cứ quẩn là thỉnh chư tăng tụng kinh, con nít thóc đêm ngủ không được cũng thỉnh chư tăng tụng kinh, đeo dây niệt, dây bùa, dây ngũ sắc, bà già ngủ giật mình cũng thỉnh tụng kinh, rồi ho hen nhức đầu cảm mạo phong hàn thời khí gì cũng thỉnh tụng kinh, mà trong khi nó mình quên mất rằng đó là không có hành tứ niệm xứ thì có mỗi kinh nào mà cứu mình được hết trơn nha. Thì khi mà ác ma mà quấn lấy ngài rắp ngày rau lá mà rống lên một tiếng như vậy, nó rống to lên như vậy, thì lúc đó Đức Phật ngài biết, ngài nằm trong cốc ngài biết hết, ngài mới đọc trong bài kệ ngắn thôi. Ngài nói rằng dầu ác ma mà có làm một ngàn lần, 100.000 lần như vậy thì con trai Như Lai cũng không có hề hấn gì hết, bởi vì ngài biết là không thể nào giết ngài Rahula được, bởi cái nghiệp chưa tới mà, thì không thể nào giết được. Mà thêm nó, nếu mà làm cho ngài Rahula sợ thì lại càng không được, là bởi vì ngài là cái A La Hán nha. Thân ngài ngài coi nó là nắm cát thôi thì lấy gì mà sợ nha. Cho nên ác ma biết rằng Thế Tôn đã biết ta, và ta cũng không làm gì được cái vị tôn giả trẻ tuổi này, cho nên ác ma lập tức biến mất tại chỗ nha. Đó là chúng ta học về ngài Rahula. Rahula bây giờ tiếp theo là mình học về ngài Kunnathana. Kunnathana đây là một trong những cái vị mà cái hạnh mà tôi không có mê tiếng nào hết. Nói hạnh thật ra đó là người có một cái sự, cái người gắn liền với một sự kiện, chứ còn nếu nó hạnh thì cũng có gì hạnh nha. Nhưng tại chư Phật vị nào cũng có một đệ tử như vậy hết. Rồi bây giờ mình phải quay lại bản tiếng Việt một chút chứ không thôi tự đọc vô cái bản kia nó kỳ lắm. Để coi: trong các đệ tử của ta, đầu tiên nhận phiếu ăn cơm tối thắng là Kunnathana, làm sao không có hạnh gì hết trơn á. Bây giờ khoan, mình hỏi nhận phiếu ăn cơm là sao? Đây, Salaka. Salaka là cái thẻ đó, cái thăm. Khổ thiệt, sao cái máy này mấy giờ mình dục hết rồi. Salaka là cái thăm, cái thẻ để rút thăm á, biết trong rồi mình hiểu này không ta? Cái thẻ để rút thăm á, ví dụ như bây giờ tôi có một món đồ mà tôi muốn đem hiến tặng cho một đám đông, mà đồ chỉ có một, mà đám đông có tới 10 người thì làm sao cho nó công bằng. Thế là tôi làm 10 cái thẻ, trong đó chỉ có một cái thẻ duy nhất là có, rồi tất cả cái thẻ kia tôi để trống. Tôi để trong cái ống thì mỗi người tự rút, phải người nào rút trúng cái thẻ mà có chữ có đó thì coi như là được nhận cái món đồ đó. Còn đây có một cái người mà tào lao vô cùng, nói tôi giảng về mật hạnh ở trong kinh Năm Tông không có nói cái vụ này nghe. Giảng đó là thế nào người ta cũng ném đá tôi, nói cái này bên Năm Tông không có nói, rồi tại sao môi nó ra mà giảng mật hạnh là tu mà không cho ai biết đó là mật hạnh nha.
Mà bên đó là bên Bắc Tông, chứ bên đây là chỉ nói ngài đại nhất hiếu học thôi, tiếng Pali gọi là Sikkhakam á nha. Còn mật hạnh là gì? Mật hạnh nghĩa là tu mà tu giấu, tu kính, tu cái hạnh của con nhiêu sổ hết, tu mà không muốn cho ai biết gọi là mật hạnh. Nhưng mà đó bên Bắc Tông nói, còn bên mình thì gì nói thì khác. Rồi thì các vị tưởng tượng chư tăng á, thì nhiều khi trong chùa có 5 vị, 10 vị, có nhiều khi là 20-30 vị, có khi là vài trăm vị, thời Đức Phật có nhiều khi tới mấy ngàn vị. Rồi thì trong chùa có những cái lệ lọc hoặc là lễ phẩm cúng dường, hoặc có những bữa người ta mời đi trai tăng, người ta mời được có 20 vị, 10 vị, 15 vị, mà chùa đông quá thì bây giờ lựa ai cho công bằng, thì cách hay nhất đó là rút thăm nha, để công bằng nhất. Thì cái vị này được xem là tối thắng là vì sao? Là bởi vì đó, cái chuyện này nó hơi dài thế này, đúng ra tôi cũng không thành kể gì nữa, nhưng mà không kể thì nó tội nghiệp nha. Đó là bắt đầu từ đâu ta? Ông cấp cô độc á, ổng có 4 đứa con ha. Cấp cô độc có 4 đứa con. Cấp cô độc có 4 con, 3 gái, 1 trai. Đó, 3 gái 1 trai. À, thì cái người gái đầu tiên là Maha Su Phát Đa, rồi người gái tiếp theo là Chu La Su Phát Đa. Chu La Su Phát Đa, Su Phát Đa là hiền nữ ha. Su Phát Đa chú đại, một người là đại hiền nữ, một người là tiểu hiền nữ, còn một người nữa là Sumana. Sumana có nghĩa là thiện chí. Sumana có nghĩa là thiện chí hay là sự vui vẻ, mà nó cũng là tên, nó cũng là Sumana có nghĩa là hoa lài, jasmine nữa, jasmine này, nó cũng có nghĩa là jasmine nữa. Nhưng mà trong trường hợp này đó thì nó có cái hai nghĩa luôn. Là vì sao? Là vì chúng ta biết là Maha Supada đó là người gái lớn, rồi Chula Supada là cô gái thứ ba, rồi Sumana là cô gái Úc, rồi ông có người con trai tên là Ca Lá, da đen thui nên gọi là Ca Lá ha. Kỳ ta. Đó, đứa con trai này không có tin Phật pháp, rồi ông phải dùng tiền, ví dụ nó mỗi lần con đi nghe pháp hoặc bá quan cho con 1.000 đồng vàng. Mà được có mấy lần cái ông đứa con đắc tu đồ quần luôn nha. Đó là nói về đứa con trai của ổng đó, anh trai Úc. Còn ba người con gái đầu tiên á là Maha Supada rồi Chu La Supada. Maha Supada với Chu La Supada đều là con gái của ổng và đều đắc tu đồ quần hết, mà xui là họ lấy chồng á, là lấy nhầm cái ông chồng trời ơi ha, tà kiến. Đặc biệt là cô Maha Supada này, hai chị em á Supada đều đắc tu đồ quần hết, mà riêng của cô Maha này là cô lấy người chồng ở Úc Ga đó, tà kiến. Rồi cô lấy chồng thời gian cũng nhớ Phật, nhớ chư tăng quá đi, thì cô mới nói với chồng của nói đó, giờ anh mời mấy ông thầy ngoại đạo của anh tới, thôi bữa nay tới phiên em mời sư phụ của em tới em cúng dường, chứ còn nhà gì đâu mà anh mời được, em mời em được làm sao. Thì bà nói vậy xong ổng gật đầu, xong mà bà mới cầm một bó hoa lài thơm phức à nha. Bà cầm một bó hoa lài thơm phức rồi bà đi lên lầu á, bà mới chú nguyện, bà nói xin Thế Tôn hãy nhận cái hoa này thay cho cái lời thỉnh của con không có tiện lui tới xa xôi nha, từ sự Úc Ga xa xôi ngàn trùng, xin Thế Tôn nhận lấy cái số hoa này thay cho cái lời thỉnh của con ngày mai đến thọ trai. Quý vị tưởng tượng khi Thế Tôn còn đại thế đó, giữa thầy trò có cái mối liên lạc xuất sắc như vậy nha. Sau khi mà bà nguyện như vậy xong, bà mới đưa hai tay bà thảy cái bó hoa, cái đâm cái chuỗi hoa lại lên hư không, và cái chuỗi hoa đó biến mất. Và lúc Đức Phật đang thuyết giảng ở chùa, ngài thấy cái chuỗi hoa đó xuất hiện, ngài biết. Cho nên sáng hôm sau ngài mới nói với ngài A Nan á, ngài nói bữa nay chúng ta sẽ đi bác rất là xa, đi đến thì tăng ở nhà của người ta, cho nên á, trong tỉnh thính chúng hôm nay phải toàn là những vị có thần thông. Có biết nghe kịp không ta? Alo,
bữa nay là toàn là những vị mà La Hán có thần thông, La Hán lục thông không á nha. Thì ngài nói dạ à, thì ngài mới là đi ra, ngài cầm mấy cái thẻ mà thẻ ăn cơm, ngài nói mọi khi thì rút thẻ, nhưng bữa nay thì không. Bữa nay á, thì xin cho mấy vị nào là lục thông thì mới lấy, rồi mấy vị mà biết mình không phải lục thông thì đừng có đi bữa nay, cái chỗ này nó hơi đặc biệt nha, vì nó xa lắm đi bằng thần thông. Rồi bây giờ trở lại ngài này, cái vị này tên là Kunnathana. À, vị này tên là Kunnathana. Vị này tên là Kunnathana. Bây giờ các vị chờ tôi một chút xíu để tôi kiếm cái tên của ngài nha. Rồi. Cái tên của ngài đó là khi mà ngày sau nhiều kiếp sanh tử hồi xưa, ngày cũng gặp Phật quá khứ, ngày cũng nguyện kiếp sau ngày được cái này cái kia kia à, nhưng mà đến đời Thích Ca mình á, thì ngày sanh vào một cái gia đình Bà La Môn, ngày được đặt cái tên là Thanatissa. Nhớ nha, cái tên ngài là Thanatissa. Rồi mà ngài có một cái cuộc đời, ngài đi gắn liền với một cái chuyện rất là kỳ bí, tức là ngồi ngã ngoài đời đó thì ok à, hồi ngã ngoài đời thì ok, không có chuyện gì đặc biệt hết đó. Nhưng mà kể từ lúc mà ngài đi xuất gia, trong đó mình có nghe đầy đủ không ta? Alo, có bị còn nghe không? Rồi thì khi mà ngài đi xuất gia, ngài có một cái chuyện lạ, đó là hễ mà ngài đi đâu là sau lưng ngài luôn luôn thấp thoáng một cái cô con gái mà coi như ăn mặc coi như là sửa soạn rồi nhìn đã đời lắm nha, mà cứ hễ mà ngài ở đám đông cũng có, mà hễ khi nào mà ngài đi cái chỗ nào hơi có mình ngài một chút vậy đó là thấp thoáng có phụ nữ đi sau lưng. Rồi đó cô kỳ quá, kỳ đi riết rồi ngày đi bán á, là người ta thấy sau lưng ngày có con cô đi sau lưng ngày. Rồi hồi đầu thì người ta thấy kỳ mà riết người ta cũng quen mắt, thì thấy ngày không có làm bậy bạ hết, chỉ con gái đi theo sau lưng thôi. Chỉ có gái đi sau lưng chứ còn ngày không làm thì bậy bạ. Cho nên á là ngày đi bán có nhiều người á thì họ có ý chăm chọc á. Họ cho ngày múc cho ngày hai giá cơm, hoặc là cho ngày hai trái chuối, hai cái bánh, họ dặn cái này của ngài, cái này của cổ nha. Nhớ nha, cái này của ngài, cái này của cổ. Ngày của ngài khổ tâm, ngài bực mình lắm, mà mấy ông sư trẻ trong chùa thì ông mới nói ngài là mấy ông sư ông nói ngài là vô liêm sĩ. À, vô liêm sĩ cái tiếng Pali gọi là con đá, mà trong khi mà chia thành là con đô bỉ ổi vô liêm sĩ đó, cái chữ đó là bỉ ổi vô liêm sĩ. Bởi vì sao? Là vì ông sư mà sao đi đâu cũng có giấu phụ nữ vậy đó, vô liêm sĩ đó. Mà chữ condo nó giống như chữ côn đồ mình vậy đó, bị ổ vô liêm sĩ. Thì từ đó cái tên của ngài ngoài đời là Thanatissa, nhưng mà khi mà ngài đi đâu cũng có mấy cô đi theo đó, người ta không có kêu ngài Thanatissa mà người ta kêu là condo thana đó. Bây giờ mình thấy cái tên đó chưa, các vị có thấy tên ngài là condo thana chưa? Rồi xong, condo thana, condo thana có nghĩa là tha ná bị ổi. Thì sao? Là vì họ chịu không nổi, họ thấy cái ngày đi đâu cũng có phụ nữ theo lưng hết, mà hỏi ngày chối, cái đó mới ghê chứ. Hỏi thì chối, mà đặc biệt ngày không thấy, trong chữ giải nó là ngày không có thấy mà người ta thấy thôi. Thì vua Ba Tư Nặc á, bởi cho nên mà mốt mà quý vị có thấy mà cô nào đi theo sau lưng của mấy sư biết đâu cái nghiệp, chứ không phải là ông sư không xấu đâu. Thì coi như là ông vua Ba Sena Đí đó, ông khó chịu quá đi. Ông nói trời đất ơi, mình là vua mà mình ngày nào mình cũng đi chùa mà lễ Phật, mà kính Phật từ trọng tăng, mà ông sư như vậy mà mình làm sao mà chịu nổi. Cuối cùng ông mới quyết định đích thân ông đi điều tra nha, không có còn nhờ ai hết, đích thân ông vua điều tra. Ông đi vô ông hỏi có cái cốc của ngài ở đâu rồi chưa tăng chỉ, thì ông vua từ xa là ông thấy cái cô kia có lạng qua lạng lại rồi. Thì khi mà ổng đi tới, ổng bước vô phòng thì đúng, phòng ông sư hồi xưa đơn giản lắm, chỉ có cái chỗ nằm rồi để mình bát vậy thôi, chứ không có gì hết. Chỉ thấy không có cô nào,
Mẹ ông bước ra ông thấy cô này thì ông là người trí mà, ông là vị Bồ Tát, nghĩa rồi đây là cái nghiệp rồi. Cho nên ông mới hỏi ngài, trẫm từ xưa đến giờ trẫm không có hề, trẫm nghe tiếng về ngài và trẫm gặp mặt ngài, trẫm chưa bao giờ có cái chào hỏi đảnh lễ. Nhưng mà bữa nay lần đầu tiên trẫm đảnh lễ ngài, trẫm xin hỏi ngài, ngài biết đó là cái nghiệp xấu của ngài không? Chắc chắn là ngài gặp rất nhiều khó khăn trong cái đời sống vật chất đúng không? Bởi vì trẫm mà không ưa ngài có nghĩa là người khác làm sao ưa nổi nha. Thôi thì từ nay về sau đó, coi như ngài có khó khăn gì về vật chất thì cứ cho trẫm biết, tội nghiệp. Tu mà bị cái kiểu này thì thôi nó quá tan nát rồi. Thì lúc đó đó là nó có xảy ra cái chuyện này. Mấy ông sư trẻ cái chọc ngài là condo là bị ổi vô liêm sĩ. Có bữa đó ngày chịu không nổi, ngài mới trả lời thế này, ngài nói tôi không có làm gì bị ổi hết, mà sư cứ chọc tôi, sư mới đúng là người bị ổi. Lời qua tiếng lại như vậy thì đến tại Đức Phật ngài kêu lên, ngài nói đó, đừng có giận người ta, mà bởi vì bây giờ ngươi đang chịu cái quả xấu của đời trước, đừng có tiếp tục nói lời ác với người ta nữa. Người ta đang gieo là chuyện của người ta, còn phần mình đang gặt cái quả cũ là chuyện của mình. Ngài giảng xong thì vị này coi như về ráng tu hành và đắc la hán. Mà kể từ lúc đắc la hán xong thì sao ta, thì cái cô đó biến mất luôn. Thì chư tăng mới hỏi được phạt đó ngài đắc, mà lúc ngài đắc thì không ai biết, có nghĩa là trong mắt mọi người ngài vẫn tiếp tục là một ông sư bị ổi đó. Thì nó mới từ ngay cái bữa đó nó lại xảy ra cái chuyện mà cái bà kia bà thấy cái vòng hoa lài để mà bà đi thỉnh Phật. Bây giờ có bị ráp được câu chuyện chưa? Có nghĩa là khi mà ngày A Nan ngày đi vô ngày thông báo ngày mai La Hán Lục Thông mới đi trai tăng với Thế Tôn đó, thì lúc đó là ngày A Nan cũng không biết là vị này bữa nay đã ok rồi mà ngài vẫn tiếp tục vị này là vẫn làm bị ổi đó. Cho nên khi ngài nói như vậy thì vị này có nói thế này, cho tôi xin một thẻ ngày mai tôi cũng đi. Thì ngày A Nan ngài ngạc nhiên lắm, ngày A Nan ngài nói trời đất ơi, sư nghĩ rằng sư có thể đi chung với các vị La Hán Lục Thông hay sao? Ngài nói tôi lấy được. Thì ngài A Nan ngài thấy lạ, ngài mới vào ngài trình Đức Phật. Ngài nói bạch Thế Tôn, sư Kundatana muốn ngày mai đi. Đức Phật nói đúng, hãy để cho Kundatana đi cùng với chúng ta. Wow. Thì lúc đó là ngày A Nan ngày rất là ngạc nhiên. Thì ngày Đức Phật nói hôm nay Kundatana không còn như ngày nào nữa đó, vì ấy con trai như là hôm nay đã là một người khác rồi. Thế là hôm sau trong cái đoàn mà 500 vị La Hán mà đi theo tăng ở nhà bà Mahasapada là có cả ngày Kundatana nha. Và sau cái sự kiện đó Đức Phật ngài xác nhận rằng trong các cái vị mà đệ tử của ta là cái vị này là cái vị đầu tiên mà nhận cái thẻ ăn. Bởi vì trước đó không có chuyện này. Tại vì từ cái chuyện mà 500 vị La Hán này nè, đó là dịp lần đầu tiên mà trong giáo hội mới bắt đầu xài thẻ. Và ngài là người đầu tiên mà chưa đợi người ta đưa, mà ngài đã đề nghị. Mà cái đề nghị ngài không phải là do ngài tham, ngài muốn đi ăn đâu, mà tại vì ngài muốn xác chứng cho mọi người biết là mọi sự đã là quá khứ nha. Đừng có gieo nghiệp xấu khi nhìn về tôi nữa nha. Và ngài chính là vị tỳ kheo đầu tiên mà cầm cái thẻ, cái phiếu á, tôi phải cầm cái thẻ gọi là thẻ tài lộc của chư tăng á đó. Cái năm nay dịch là phiếu ăn là vậy đó, ngài là người đầu tiên nha. Rồi Quân Thất Thanh á, mà trong kinh kể nghiệp gì ngài tạo cái nghiệp gì mà ngài bị cái đó. Rồi chú giải mới kể thế này, đời Phật Ca Diếp á, chúng ta biết rồi, chư Phật nào mà sống lâu á thì cái pha để nói sao ta, chư tỳ kheo á mỗi thời này nè, tỳ kheo là cứ mỗi nửa tháng á là phải có một ngày làm lễ gọi là lễ Bồ Tát hay là lễ Phật Lồ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình trình với chư tăng là trong nửa tháng qua tôi có bị lỗi gì tôi xin sám hối. Còn nếu tôi không, tôi phạm lỗi mà tôi không thấy thì xin chư tăng có thấy cũng nhắc cho tôi biết. Sau khi mà chư tăng mỗi vị đều sám hối về những cái lỗi mình đã phạm trong nửa tháng qua thì tất cả điều ngồi yên đại để nghe một vị tỳ kheo tụng giới. Tụng giới là tụng 227 cái điều giới mà Đức Phật cấm giới cho tỳ kheo đó. Có nghĩa là sám hối xong rồi ngồi nghe tụng giới. Thì cái buổi họp mặt này được gọi là Bồ Tát. Thì trong kinh nói hãy chư Phật nào sống lâu á thì 6 năm làm lần. Và có vị như Phật Tỳ Bà Thi thì 6 năm làm lần, mà Phật Ca Diếp thì 6 tháng làm lần. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì sinh ra đời trong lúc chúng sinh tuổi thọ ít,
cho nên là 2 tuần, tức là nửa tháng nó làm lành. Thông Râm còn nghe không? Alo. Rồi thì đời Phật Ca Diếp có một cái vị tỳ, có hai cái vị tỳ kheo bạn thân lắm, thương nhau, quý nhau lắm, coi như là bá nha tử kỳ á, thân lắm, giống như Quảng Trọng với Bảo Thúc Nha vậy đó, thân lắm. Thì bữa đó hai vị đi ngang qua một cánh rừng, thì trong rừng có một cái ông thọ thần, ông nhìn thấy hai vị tỳ kheo này thân quá thân đi, cho nên ông mới nghĩ trong bụng, ông nghĩ làm sao mà phá hang này mà ông gây nhà mới vui. À, cho nên ông mới đợi, thì trong hai vị đó có một vị đang đi về tự nhiên nghe nó hơi muốn đi toilet vậy đó, cho nên mới nói vị kia, nói sư huynh chờ thì để chút nha, để vô trong bụi chút xíu, để ghé đây chút xíu rồi để ra liền, mà giữa rừng hoang vậy đó. Thì ông sư huynh ok, đứng ông chờ, biết gì nó bình thường thôi, chỉ nó quá bình thường, đứng ông chờ. Thì ông sư đệ mới đi vô trong bụi, ông đi công viện, ông xong xuôi rồi ông đi ra, thì lúc ông thọ thần đó, ông mới muốn phá chơi. Cho nên lúc mà ông sư đệ từ trong bụi đi ra đó, thì ông thọ thần mới hóa hiện ra thành một cái cô gái mà áo quần xốc xếch, mà đưa tay sửa tóc rồi chỉnh kẹp sửa trăm lại, giống như cổ mới vừa qua một cái cuộc mây mưa vậy đó. Biết trong rừng hiểu không ta? Có hiểu hay là bắt tôi nói rõ luôn. Hiểu không? Có nghĩa là từ trong đó đi ra rồi chỉnh tóc rồi sửa áo quần rồi, trời, tôi kể tôi quê giống như là tôi nhà nghề đó. Ok, rồi. Thì cái ông sư huynh mà ông nhìn thấy cái cảnh đó là quý vị tưởng tượng đi, rừng hoang, mà bây giờ là một ông sư trong bụi bước ra, mà sau lưng có một cô vừa kéo dây khóa, dây kéo gài nút rồi tóc tai thì sửa sửa chỉnh chỉnh, thì quý vị nghĩ cơ mình nên hiểu làm sao đây ta? Nghĩ làm sao quý vị, nghĩ làm sao? Thế là ông sư huynh bất mãn, ông sư huynh bất mãn, ông nói đủ rồi, kể từ bây giờ là hai đứa mình, hai huynh đệ mình là song thương, một đứa sau hôm, đứa sau mai, đường anh em đi, đường huynh huynh đi, không có đi chung nữa nha. Đệ tưởng huynh là đệ, huynh tưởng mụ, tưởng đệ là ok, bữa nay là bữa nay tận mắt này, đủ rồi, kiếp này là bữa nay là kiếp chót, lần chót không thấy mặt nhau nữa. Và suốt 60 năm trời như vậy, thời đó chúng sanh sống lâu lắm nha, mà cứ sáu tháng thì tụng phát lò, nãy tôi nói đó, lễ sám hối một lần, mà hãy mỗi lần mà gặp cái ông sư huynh mà ông gặp sư đệ mà bước vào làm lễ thì ông sư huynh không bước ra, ông nói không, tôi không có làm lễ với một ông sư mà không thanh tịnh nha. Suốt nhiều năm như vậy mà các vị biết ông sư đệ ông cực, ông đau khổ, mà phải nói ông đau còn hơn là thị kính nữa, là bởi vì ông nó có làm gì đâu mà ông hoàn toàn ông không biết gì hết. Ông không biết gì hết, ông không biết tại sao mà sư huynh đi nghi mình như vậy. Mà ông sư huynh thì ông thấy rõ mười mươi, rõ mồng một, là một người con gái coi như là chỉnh trang áo quần, sửa tóc cài trăm rõ ràng, mà bây giờ chối đầy đẩy như vậy đó. Người đúng là vô liêm sĩ nha, vô tàm vô quý. Cho nên ông sư, ông dứt, ông sư huynh ông dứt khoát là ông không có muốn nhìn mặt. Ông thấy ông này bước vô đám đông như đang làm tăng sự là ông nói không, hả, có du là không có tôi, ông bước ra. Thì nói về cái ông thọ thần đó, ông qua một thời gian nhiều năm ông chơi cũng đã rồi, ông thấy hai ông này gây nhau, ông thấy cũng đã quá rồi. Thì cái bữa đó ông nghĩ thôi, bữa nay mình phải kết thúc chứ còn cứ để về tội nghiệp quá, lòng ông cũng hơi ái náy rây rứt. Thì ông cũng thấy cảnh nó diễn ra là ông thấy ông sư đệ vừa bước vô cái hội chúng thì kheo ngồi xuống, là ông sư huynh ông bước ra ngoài. À, mà ông vừa đi vừa nói, tôi không thể làm lễ chung với ông thì kheo như vậy nha. Thì cái vị thọ thần này lúc đó ông mới hiện hình ra, thành ông mới biến thành ra một ông cư sĩ mà rất là quắc thước, mà uy tín, đại khái là ông cư sĩ mà có uy tín trong 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 chùa đó. Ông mới tới, ông nói thưa sư, sư cho con nói chuyện một chút. À, sư mấy chục năm qua sư hiểu lầm cái ông sư kia, mà con xin nói thiệt, cái ông sư kia là ông như là pha lê vậy đó, trong sáng sạch sẽ thanh tịnh, không có cái gì như suy nghĩ đâu. Con nói thiệt, sở dĩ mà ngàn cái chuyện mà mấy chục năm trước mà ngài thấy trong cánh rừng đó là do con giỡn thôi đó. Con thấy hai vị giống như là khắng khích nha, con nghĩ đâu phá con ổng rã ra như thế nào, ai ngờ thấy mấy chục năm con thấy con chịu không có nổi nữa, thôi cho con xin sám hối. À, bây giờ ngài tin chưa, bây giờ đây đây ngài coi nè, đó, bây giờ con là ông
ông Phật tử phải không? Bây giờ con rùng mình cái nè, đó, bây giờ con là thọ thần, thấy chưa, đó. Như vậy vì ngài tin chưa, là cái chuyện của cái mấy mươi năm trước mà ngài thấy đó, là do con là người dàn dựng ra thôi, nha. Đấy, thôi xin hai vị bắt tay làm quề, rồi con sám hối nha. Nhưng các vị có biết không, cái trò đùa mà tào lao đó, nó đã gây ra một cái đại họa cho hai cái bậc chân tu. Cho nên vị này, vị thọ thần này chết rồi đó, bị đọa địa ngục. Và từ đó về sau mà cứ sanh làm người đó, à, cứ sanh làm người đó thì coi như là, sao ta, cứ sanh làm người là coi như là bao nhiêu cái tai bay quả gửi, hả? Mà cứ là kiếm vị này nuôi liên tục, đời đời sanh ra là liên tục là cứ bị hàm quan, bị hàm quan. Tôi nói trên đây mà tôi ấm mớ là biết tôi đi tìm cái chỗ Bali này, nói cái chỗ nó mới ghê. Nên nè. Đây nè. Từ đó về sau ha. À. Sát chê bá ná cà lê ná cà lăng mà nú sát tăng à cả chí. Khi mà sanh đây là làm người thì anh nhê ná dê ná kì ná chí cà tô đô sô. Ai làm cái lầm lỗi gì không cần biết. Tát xê quá ú bà rít bá tà tí. Thì cứ mọi sự hiểu lầm là cứ trúc hết lên đầu của ông này. Dễ sợ chưa. Nè. Anh nhê ná dê ná kế ná chí cà tô cô sô. Ai mà có làm cái lầm lỗi gì không cần biết. Tát xê quá ú bà rít bá tà tí. Mọi sự cứ đè ông này mà nó trúc xuống thôi. Bị hàm quan liên tục suốt nhiều ngàn kiếp sinh ra đều mang họ thị hết. Cứ đẻ ra là thị kính, đẻ ra là thị kính. Vậy đến cái kiếp cuối cùng mà đắc la hán đó, mà coi như cũng phải là bị gánh cái quà đó nha. Cho nên nhiều khi mình giỡn, tôi nhớ ngày xưa tôi ở trong nước đó, trong ở Việt Nam đó, trong một cái đêm đầu đà, nó lúc tôi ở bên chùa Dòng Ông Tố Cát Lái đó, thì mỗi ông sư một cái phòng mà coi như không biết ai mà nghịch ngợm lấy cái đôi guốc nữ để trước phòng của ông sư, mà cái phòng đó đang đóng cửa, mà trước cái phòng đó là đã có đôi dép của ổng rồi, mà biết ai mình nghĩ làm sao mà đi lấy một đôi dép nữ để trước mình. Sau này mình mới biết là cái phòng kế bên này mở toang, thì có mấy cô ngồi trong đó, mấy cô đi xếp giấy rồi làm việc gì đó để chuẩn bị cho đêm đầu đà đó, thì không biết ai mà họ nghịch hay là họ sơ ý không biết, mà họ đá rồi guốc nó qua bên cái phòng mà đang đóng cửa đó. Thì cái cô Bảy Vĩnh Phúc bây giờ cô mất rồi, cô lên cô thăm sư trưởng, thì cô đi ngang cô thấy cái đôi dép, cái đôi guốc đó, cô khó chịu quá đi. Cô mới lại cô thưa cô nói sư ơi, sư nói sao chứ cái vị nào trong đó làm ơn mở cửa ra tiếp khách mà để cửa đóng, mà là cửa thì đóng mà để giết nữ như vậy, mà bữa nay là đầu đà người ta tới đông quá như vậy kẹt. Thì coi như sư trưởng sư nghe thì hết hồn, sư mới kêu mấy ông sư tới kêu cửa, thì ra là ông sư kia ông đang ở một mình, mà ai mà ác làm sao mà đá cái đôi guốc từ cái phòng số 5 mà nó văng qua phòng số 7 rồi để đằng trước như vậy, mà là giống như cố ý phá vậy đó, các bạn biết không? Thì nếu là vô ý vô tình thì thôi, nhưng mà ông sư kia ông nói thì có lý, ông nói nếu mà con có cái ý gì thì con giấu được vết nữ cái mắt gì, con để cái đôi đó bên ngoài đó cho người ta chửi con. Thì sẵn đó tôi mới nhớ, mỗi lần tôi kể cái tích này là tôi lại nhớ cái chuyện đó nha. Mà cái ông sư đó bây giờ nghe đâu thì cũng chết rồi. Thì là nhiều khi mình giỡn nó chút xíu, nhưng mà mình để lại một cái di hoạn cho muôn đời, các vị biết không? Đấy. Cho nên đọc cái chuyện đời của vị này mình thấy cũng ớn chứ không phải không nha. Cho nên giỡn thì giỡn nó là vẫn ngu, hại người mà cũng hại mình. Ok rồi, như vậy là mình đã học xong về ngày Kun Tha Na, tới ngày tên đời là Tha Na Thích Xá, nhưng mà vào chùa vì có bóng dáng phụ nữ đó, mà cái trong cái tên nó có thêm cái Kun Đá đằng trước, có nghĩa là bị ỏi ha, bị ỏi. Kun Đá là bị ỏi. Rồi tiếp theo mình học về cái tích của ngày Văn Ghi Sát. Văn Ghi Sát, rồi Văn Ghi Sát thì đó. Rồi, xin thưa với bà con, cái chữ Pháp đệ nhất biện tài ở đây tiếng Bali kêu là Pātithāna. Xin thưa với bà con, chỗ này nó không hề có nghĩa là biện tài, mà nó có nghĩa là ứng khẩu. À, cái chữ này nó là ứng khẩu, chứ không phải là biện tài. Là vì sao? Là vì trong kinh nói vị này là vị La Hán lục thông tứ tuệ vô ngại. Nhưng có một điều, ngài là một ở ngoài đời ngài là một nhà thơ lớn, cho nên khi ngài đi xuất gia rồi,
cứ nhìn cái cảnh gì ngài cũng có thể ngay lập tức có ngay một bài kệ dài thòn lòn mà hay ho vô cùng, coi như là thi pháp rồi cấu tứ rồi dụng ngữ là không diễm lệ, không ai bì được hết, phải nói như vậy nha. Ý thơ rồi tu từ đó là tuyệt vời, tuyệt vời đấy. Có liền, gặp lại có liền. Thứ gì có lần nữa, ngài đang ngồi, ngài nhìn Đức Phật thuyết pháp vậy này, Đức Phật vừa thuyết pháp xong rồi cái ngày văn cái sáng, ngài nhìn thấy chư thiên xuống đảnh lễ Đức Phật. Ngài vừa nhìn thấy, ngài nói quỳ xuống bạch Thế Tôn, con vừa nhìn thấy chư thiên đảnh lễ Thế Tôn và con có nảy sinh trong đầu cái bài kệ như sau. Đức Phật nói hãy đọc đi. Biết thì mỗi lời thơ của Văn Ghi Sa làm những bài kệ khuyến tu. Rồi một lần khác khi ngài nhìn thấy như ta các vị tôn thúc mà ngồi cạnh nhau khất thực á, rồi ngồi ăn với gốc cây, bạch Thế Tôn, con nhìn hình ảnh này con rất hoan hỷ, con có một bài kệ vừa nảy ra trong đầu, xin phép Thế Tôn cho con đọc. Đức Phật nói hãy đọc đi, hãy đọc cho mọi người nghe, vì mỗi bài kệ của ngươi là một bài kệ khuyến tu, cứ như vậy đó nha. Cho nên ngài có một cái lý lịch hay lạ thế này. Ở ngoài đời đó, ngài là một nhà thơ lớn đã đành, nhưng mà ngài có một cái biệt tài là ngài có thể gõ cái sọ người chết á, mà ngài biết người ta bây giờ đã đi về đâu. À, đặc biệt như vậy. Cái gì này bà con trong rung có thể không tin, nhưng mà bây giờ tôi làm sao mà tôi giúp cho quý vị tin được đây? Đây, thì cái vị văn ghi xá này ngài có cái khả năng đó. Thí dụ như ngày gõ, nó bây giờ nó có người này bây giờ nó đang đi về Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Minh Hải, bây giờ nó làm chó, làm heo, làm gà, làm người, làm dội, làm công chúa, đại gia gì đó, thì đó là được nha. Thì coi như là trong kinh nói đó, khi mà ngày có cái khả năng đó, nó bữa đó ngày đến ngày gặp Đức Phật, thì Đức Phật ngày mới dùng thần thông. Đức Phật với khả năng Đức Phật mà ngài ngồi yên tại chỗ, ngài mới lấy cái sọ của một vị Phật độc giác. À, sọ một vị độc giác. Độc giác có nghĩa là vị tự chứng ngộ á. Ở trong tuyết sơn á, ngài ngồi tại chỗ mà ngài lấy một cái sọ của một vị độc giác mà tịch trong núi đó, ngài mới thấy ông này tới, ông đang cầu pháp á, đang ngồi nghe pháp, ngài lấy cái sọ, ngài nói là nghe nói người có khả năng đó, đâu người tìm của cái vị này đi đâu, để người cái nghèo văn cái sáng người gõ hoài mà sao không thấy. À, thì ông mới đổ mồ hôi, nó ông nói là thưa Sa Môn Gautama, đây là lần đầu tiên trong đời mà con gõ sọ một người mà con không có thể biết là vị này đi đâu. Đức Phật nói vị đó không còn có chỗ để đi, làm sao ngươi biết vị đó về đâu. Cái câu này quá hay, vị ấy không có chỗ để đi, à, thì làm sao người biết ngài ấy đi đâu? Vì ấy không có chỗ để đi thì làm sao mà ngươi biết ngài đi đâu? Thì vị này nó bạch Thế Tôn, con học rất là nhiều thứ nhưng mà cái vụ này hơi lạ, làm sao có chuyện một người mà chết rồi không có chỗ để đi, con xin học. Đức Phật nói hãy xuất gia. Thì ngài đi xuất gia rồi, ngài đắc La Hán, thì dĩ nhiên thì ngài cái vụ này dẹp qua bên luôn, không còn thắc mắc nữa nha. Ngài văn đi sáng ngài có cái đó. Thì là khi ngài đi, ngài đắc quả rồi, ngài có cái khả năng đặc biệt là ngài là liên tục, gần như là mỗi ngày ngài nhìn thấy chuyện gì ngài cũng có ngay một bài kể dạy thòn, thiệt là hay nha. Mà ngay cả mấy vị thánh khác thì trong trưởng lão tăng, trưởng lão ni đó là vị nào trước khi tịch thì cũng có để lại một bài kệ, kể sơ về chuyện đời của mình vậy đó, về cái biệt hạnh của mình, về cái túc duyên tu hành giải thoát của mình đời xưa kiếp chót. Riêng ngài, cái phần của ngài thì kể nhiều, thiệt là nhiều, mà phải nói là ca từ, là thi từ cực kỳ diễm tuyệt. Đó, ngài là nhà thơ mà muốn là có liền, cho nên là đệ nhất ứng khẩu xuất khẩu thành thi là ngài đó, nhớ nha. Thì đây cũng là một cái biệt hạnh, đừng có chê cái này, là bởi vì sao? Và chúng ta biết rồi, con người hiểu nhau là bằng phương tiện ngôn ngữ đó. Như vậy ngôn ngữ dầu là thơ ca hay văn xuôi, văn trường hàng thì cũng đều là ngôn ngữ.
Như vậy thì sự khả năng sử dụng ngôn ngữ mà đem lại cái hiệu ứng tích cực thì đó cũng là một cái khả năng nên có nha. Mà cái khả năng ứng khẩu thơ ca hay là hạ bút thành văn cũng đều là cái khả năng nên có, với điều kiện là nó được dùng để tạo ra những hiệu ứng tích cực. Thí dụ như đây mình thấy ngài làm mấy bài kệ để mà khuyến tô, đọc mấy bài kệ hay lắm. Cái ngài nhìn thấy cái hình ảnh, có lần ngài nhìn thấy hình ảnh của mấy vị Phạm Thiên đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất, mấy vị Phạm Thiên đảnh lễ ngài Cấp Tina. Ngài nhìn thấy là ngài nói: Bạch Thế Tôn, con vừa nhìn thấy hình ảnh đó, con có cảm hứng một cái bài kệ như sau, nhớ nha. Rồi bây giờ tiếp theo là mình học về cuộc đời của ngài Upasi Na Văn Cầm Đà Bút Tát. Vị này là đệ nhất gì ta, đệ nhất trong cái khả năng gieo rắc tính tâm. Đệ nhất gieo rắc tính tâm, gieo rắc tính tâm nha. Viết cho tôi mệt quá, tôi không đánh nữa, tôi mệt. Đệ nhất gieo rắc tính tâm sa manh đó là xài ca. Vị này là một trong bốn anh em trai của ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất, ngài có bảy anh em trai, tất cả là Upatissá là ngài ha. Upatissá, rồi ai nữa? Rồi Upatissá mà lấy tên mẹ này Upasena, rồi Sariputta cũng là ngài đó. Upatissá Sariputta là một. Rồi cái Upasena Văn Ganh Tập Bút Tát là tên người cha Văn Ganh, tức là một ngày sau là thất là Upatissá mà con của bà Sari, còn Upasena là con của ông Văn Ganh Tá. Nhưng thật ra hai người là hai anh em ruột. Người thứ ba là ngày Rê Bá Tá sống trong rừng, Rê Bá Tá rừng keo. Rồi một vị nữa là ngài Maha Chun Đá. Maha Chun Đá, nhớ nha. Đó, bốn anh em trai. Còn gái là Cha La, Upa Cha La, rồi Sisupa Cha La. Sisupa Cha La đều là những vị La Hán hết, bảy vị La Hán nha. Thì bây giờ mình đang học về ngài Upasena Văn Ganh Tập Bút Tát. Vị này cũng có thời gian tu tập Ba La Mật là 100.000 đại kiếp, lâu tương đương với các vị đại tinh văn khác, tức có nghĩa là tương đương với ngài Ca Diếp, ngài Ananda. Đó, tu lâu như vậy mà ngài cái kiếp xưa thì cũng từng nguyện cái hạnh là trở thành một vị đệ nhất trong cái khả năng gieo rắc cái tính tâm là sao. Cái vị này nó là ngài sinh ra trong cái gia đình của ngài Xá Lợi Phất, diễn gia đình đại gia, giàu có lắm. Các vị biết giàu cỡ nào không? Giàu đến cái mức đó là ngài Xá Lợi Phất lúc ngài ngoài đời đó, gia đình của ngài, gia đình người Mục Vườn Liên giàu ngang ngửa nhau. Ngài Xá Lợi Phất đi đâu là có 500 cái cổ xe ngựa đó, một mình ngài đi một chiếc, mình mà 499 chiếc kia đi là của người hầu. Rồi chở theo đồ ăn nước uống, rồi quần là áo lụa tràn hoa mỹ phẩm tùm lum, nói chung là đi đến đâu 500 chiếc này ngừng là một cái là đủ để cho ngài ở một tháng. Biết trong rung hiểu không? Có nghĩa là ngài với 500 chiếc này và người hầu, rồi những cái thứ mà vật dụng cụ bị thực phẩm nước uống thuốc men chữa bệnh, nói chung là 500 chiếc đó đủ để ngài dừng chân một tháng. Và ngài một kiền liên thì sao? Ngài Mục Vườn Liên không có thích đi kiệu, mà không thích đi ngựa xe ngựa, mà ngài lại khoái kiệu. Cho nên ngài Mục Vườn Liên mỗi lần ngài đi, ngài có 500 cái kiệu. Đó, 500 cái kiệu là trong đó đựng đồ đạc, rồi người hầu ai khiêng ai, rồi tùm lum hết này, cả 500 cái kiệu. Hai người giàu như vậy. Bây giờ trở lại ngài này, ngài là Upasena này, xuất thân là đại gia. Đấy, cho nên ngài rất là giàu, mà ngài cũng ngoài đời đó. Trong đây cái kia rõ là số và gặp ba tú tôi vô vi đi Úc Canh Thị Toa. Có nghĩa là ngài ở ngoài đời là ngài học xong cái Tam Vệ Đà, mà các vị biết đời Đức Phật á, cái Tam Vệ Đà là chỉ có giới Bà La Môn mà thượng lưu quý tộc mới được học. Và thứ hai nữa, cái thời đó cái Tam Vệ Đà thời đó nó khác cái vệ này, cái Veda mình bây giờ. Veda bây giờ là cái không có cái nội dung không đáng kể bằng ngày xưa. Nội dung bị thay đổi rất là nhiều từ sau thế kỷ thứ 5, từ sau thế kỷ thứ 5 Tây lịch á.
thì cái nội dung nó bỏ vô nào là cúng bái cầu nguyện, rồi chưa kể trong đó đặc biệt là Upanishad. Cả hơn 10 tập Upanishad là có nội dung vay mượn Phật giáo rất là nhiều, rất là nhiều, vay mượn nội dung Phật pháp rất là nhiều. Cho nên hôm nay giờ kinh điển đọc không hết, mà bây giờ tôi xúi bà con đi đọc mấy cái này thì nó thế nào cũng bị chúng chửi. Còn mà cái bộ này rất là hay, bộ này hơn một tần một chục tập, mà trong đó có nhiều và rất nhiều cái bài kinh đoạn kệ mà nội dung Phật giáo rất là hay. Thì dĩ nhiên mình kinh điển mình coi nó không sẽ rồi, nhưng mà cái hay đó là sao mình bỏ. Ví dụ như trong đó có những câu mình phải là quên được, chẳng hạn như câu này: à, đời sống là một giấc mơ, những gì buồn vui tốt xấu mà ta cảm được cũng chỉ là những giấc mộng. À, đời sống là một cơn mơ, mọi thứ chỉ là giấc mộng. Có mấy ai trên đời này chịu thấy rằng mình đang chim bao? Đại khái như vậy, đó liền là những câu rất là hay, những câu lấy tinh thần từ Đức Phật pháp ra đó. Ừ. Thì là ngài này ăn học đàng hoàng xong rồi ngài mới đi xuất gia. À, mà ngài có một cái tấm lòng đặc biệt lắm. Đó là ngài thấy cái đạo hay quá đi, cho nên ngài có ý là làm sao mà truyền bá cái đạo cho nó nhanh. À, tiếng Bali kêu là khi ngài đi tu xong ngài mới có cái ý thế này nè. Để coi cái tiếng Bali kêu cái gì. À, Ariyagappan. Ariyagappan. Vatthimi. Vatthimi. Có nghĩa là ta sẽ làm bành trướng cái đạo này ra. Ariya gấp phân có nghĩa là pháp á, gấp pháp là bầu thai, Ariya là thánh nhân, quách thêm ý là phát triển, nhưng mà đem gom chung lên là ta sẽ làm bành trướng cái đạo này ra. Cho nên là ngài mới có được có mới tu có năm hai năm thôi là ngài đã bắt đầu tìm đủ cách, tìm đủ cách để mà ngài có đệ tử. Rồi ngài nói chung là ngài không phải là cầu danh cầu lợi, nhưng mà ngài có cái ý vậy đó, có cái ý. Thì có cái lúc đó ngài mới có tu được cái hai hạ thôi mà ngài đã bắt đầu có đệ tử rồi, để nhận đệ tử. Thì có một cái lần ngài về ngài lạy Phật, ngài đảnh lễ Phật á, thì Phật mới hỏi vậy chứ ngươi năm nay ngươi mấy hạ? Nó dạ con được hai hạ rồi. Rồi ngài hỏi cái vị tỳ kheo đi chung với ngươi mấy hạ rồi? Nó dạ một hạ. Ngài hỏi cái vị đó là cái gì của ngươi? Ngài nói dạ đệ tử của con. Thì Đức Phật ngài mới dạy thế này: thì Đức Phật ngài mới dạy thế này: a tí lồn của toàn bố cấp được sắp bảo hôn là cái abato. Nếu mà là sao ham làm việc lớn, con phải dịch như vậy nè, giống như người quá nhẹ ký, giống dịch sát người quá nhẹ ký mà người lại làm cái chuyện quá nặng ký. À, còn mình nói thông ngữ của mình đó là sức người thì yếu mà ham làm việc nặng. Đó, ngài nói như vậy xong rồi cái ngài mới quở như vậy nữa. Thì thay vì người ta nghe thì người ta buồn, còn ngài suy nghĩ thế này: hôm nay ta chưa đủ điều kiện thì ta bị quở, nhưng mai này khi ta đủ điều kiện thì ta sẽ làm cho Thế Tôn được vui lòng, bởi vì ta có thiện chí mà. Cứ như vậy đó mà ngài về ngài tìm đủ cách, ngài làm gương cho người ta, ai thích đầu đà thì ngài khuyến khích đầu đà, ai thích học đạo thì ngài khuyến khích học đạo. Ngài làm đủ cách để chi? Để cho khích lệ mọi người đi xuất gia. Ai làm cư sĩ được thì làm, ai thọ giới được thì thọ giới, ai làm tỳ kheo được làm tỳ kheo, ai làm sa di được thì cứ làm sa di, ai qua bên ni thì cứ làm ni. Nói chung là ngài tìm đủ cách để ngài gieo rắc niềm tin để mà bành trướng Phật pháp. Mà về cái thiện chí này nên thì phải nói trong đệ tử Đức Phật không ai bằng. Mấy vị kia thì tùy duyên quá độ, chúng sanh có nhu cầu tới đâu thì giúp tới đó. À, còn cái này là tự ngài tạo ra điều kiện, người ta là cái này ta thời thế tạo anh hùng, còn ngài là coi như là thích làm anh hùng mà tạo ra thời thế. Nước lã mà vã nên hồ, tại không mà dựng cơ đồ mới ngoan, ngài là người vậy đó. Cho nên khi mà ngài vừa đủ 10 hạ tỳ kheo rồi là ngài cho đệ tử tu coi như trùng trùng điệp điệp. À, trùng trùng điệp điệp. Và về sau trong một cái pháp hội có mặt đông đủ đệ chúng thì Đức Thế Tôn đã tuyên dương rằng trong đệ tử Như Lai, cái vị đệ nhất mà trong cái biệt hạnh mà gieo rắc cái niềm tin cho người khác chính là Upasena Văn Gánh Đa Bồ Tát, em trai của Xá Lợi Phất.
Mình ngày cũng là vị la hán lục thông tam minh và bốn trí vô ngại, có một điều là ngày có một cái chết không có được đẹp. Có nghĩa là vào một buổi trưa sau cái giờ khất thực thì ngài với ngài sẽ lại phát cùng với một số chư tăng lên cái hang núi đó nghỉ trưa. Thì anh em về đang có vị thì đang phơi, đang rửa bát, đang phơi bát, vị đang quét nhà, thì ngài ngài đang vá lại cái y bị rách đó, đang vá vá như vậy thì có con rắn độc cực kỳ ở trên nóc hang, nóc đồng nó rớt xuống trúng ngài, nó phập ngài một cái. Thì với cái huệ tuệ căn của một vị la hán, ngài biết liền, ngài biết là rồi cái nọc này là sống không nổi, bị nó đấm thẳng vô tim mà nghẽn tim liền tức khắc, độc như vậy nó làm nghẽn tim liền, ngài biết liền cái này không xong rồi. Thì ngày rồi ngài cũng trong tích tắc ngài biết là bữa nay là cái mạng căn nó đã đến lúc nó kết thúc để trả xong cái món nợ đời. Ngài mới nói với ngài sẽ lại phất, thưa sư huynh, để vừa bị rắn cắn không qua khỏi, xin sư huynh nhờ anh em khiêng ra khỏi hang liền, bởi vì để không muốn tịch ở đây. Thì các vị sư vừa anh em huynh đệ mới khiêng ngài ra khỏi hang. Thì lúc đó ngài sẽ lại phất, thay vì mình thấy em bị như vậy mình cuốn quýt, nhưng mà không, cả hai vị đều là a la hán, cho nên ngài sẽ lại phất ngài nói thật là vi diệu, thật là đặc biệt thầy, khi mà trong giây phút cận tử lâm chung này mà mặt mũi sư đệ vẫn cực kỳ chói sáng và bình thản an lạc đến lạ kỳ. Dễ sợ em mình gần chết mà người anh bình tĩnh khen đẹp trai mới ghê chứ. Và người em đã trả lời như sao? Ngài Upasena trả lời thế này: ngài nói đã từ lâu đệ không hề nghĩ cái thân này của mình, tâm này của mình, danh sắc này của mình, năm quẩn này của mình, sáu căn này là của mình. Cho nên hôm nay nó có ra sao thì đệ cũng không có vì vậy mà bị ảnh hưởng. Trả lời ông anh mình xong thì các vị sư bạn đã khiêng ra tới ngoài sân, ngài lập tức viên tịch, bởi vì nọc rắn nó đã phát tác đến cái mức vô phương cứu vãn nha. Đó, thì mình đọc cái chuyện đời của mấy vị thánh đó, ba cái vụ phù phép mà tôi không có mê, mà tôi lại rất chú ý tới cái chú ý đến những cái khía cạnh này nha. Mình sống làm sao có một ngày mà mình phát hiện ra mình không còn sống được nữa thì không có vì vậy mà hoảng hốt hay là tiếc nuối hay là sợ hãi. À, nhớ cái đã tu là tu mục đích. Mục đích không phải để mình cầu bất tử trường sanh, mà mục đích là mình mong được chết trong cái sự thanh thản nha. Chứ còn nói trước cho quý vị biết, khi các vị còn khỏe, còn trẻ, còn đẹp, còn có tiền, còn quyền lực, còn uy tín, còn tiếng tâm, thì mình học đạo cái kiểu cà chớn. Cho tôi phép tôi nói cái chữ hơi nặng, hơi đời đó, là tu kiểu cà chớn. Có nghĩa là mình không có một cái gì gọi là không có một pháp môn tâm đắc. Đến một cái ngày nào đó mà bác sĩ nó phán cho là ung thư kỳ cuối mà nó đã di căn lên tới ấp rồi nó, thì lúc đó nó là nó xón ra quần luôn. Tôi nói cho biết nha, tôi nói rất là nặng đó, nó xón ra luôn đó, bởi vì mình đang yêu đời, quá yêu đời mà mình đang có bao nhiêu là cái giấc mộng đời chưa thỏa, mà đi du lịch mua sắm rồi tình cảm rồi mua rồi ước mơ nhà cửa bất động sản làm ăn buôn bán giao thiệp. Đùng một cái là bác sĩ phán không quá một tháng nữa là phải xuôi tay cái việc nhắm có chịu nổi hay không. Cho nên nó thánh khác mình ở chỗ nào? Khác ở chỗ là bình thường mình thấy cái ngày sống hơi buồn buồn, làm biến cười lúc nào cũng giàu giàu, có ở đâu vui. Nhưng mà khác mình một điểm là ở giây phút mà mình xóng á, thì cái ngày tỉnh bơ, cái ngày đi xong rồi. Duyên tới thì đi, nghiệp tới thì trả. Đi máy bay mà gặp mà thời tiết xấu mới biết cái khả năng mà xóm của mình rất cao nha. Mình dưới đây mình nói dốc nghe đã, chứ tao lên trên đó mà coi như là có một cái lần nó cách đây khoảng chừng nửa năm, tôi đi từ ở bên bên Phila mà về thêm bà, nó xuống không được, trời gió quá lớn đi, nó đảo mấy lần nó xuống không được, cuối cùng nó phải cất cánh vọt trở lên, nó bay đi về giọt ra về hướng đó. Thì ta báo cho biết như vậy, nó bay 40 phút sau ở phi trường, ta báo là đã ok, nó mới quay trở lại. Các vị biết không, tôi về tôi nằm dưới bao 2 ngày đấy, các vị biết không, nằm ác mộng khủng khiếp lắm, các vị biết không. Mình ở dưới đây mình nói gì cũng được, trên đó nó lắc nó nhồi, mà lúc nó tha hồ nghĩ bậy, nó chết là cái chắc luôn, tôi xin bảo đảm chết là cái chắc. Coi như chiếc máy bay nó to đùng như vậy đó, lúc đó mình thấy nó chỉ là một chiếc lá vàng trong đảo, quý vị à, nha. Cho nên nếu quý vị hỏi tôi là mục đích tu hành là cái gì, tôi nói dĩ nhiên mục đích rốt ráo là vô sanh bất tử, niết bàn.
Nhưng mà cái trước mắt nó làm sao mà mình đối diện với cái chết, đối diện với bạo bệnh, đối diện với thị phi, đối diện với những cảnh đời đắng cay nghiệt ngã mà lòng vẫn an lạc như không nha. Cái vị có biết không, năm ngoái xích chứ nó tôi đắc rồi. Một là đắc, hai là chết. Một người Phật tử mà tôi rất mực là thương quý tin cậy, đùng một phát họ trở mặt 180. Lúc đó tôi chết điếng, cái vị biết không? Nếu tôi không phải là tôi thì chắc là điên rồi nha. Cho nên nó là phải nhớ đó, phải nhớ nó là làm gì làm mà phải chuẩn bị là ta là ai đi nữa, ta phải chuẩn bị rằng có những cái tình huống mà coi như là mình phải gọi là vận dụng là 7 thành công lực để mà tự cứu nha, không có thầy bà kinh sách nào cứu được mình hết, mà mình phải chuyển hết cái giáo lý, chuyển hết công phu vô trong máu của mình là có chuyện mình xài liền. Các vị biết không, các vị có chiếc, biết cái chiếc xe, cái chiếc máy bay của tổng thống Mỹ, chiếc Air Force One, nó có cả gọi là mọi, nó có cả một cái phòng mổ khẩn cấp cho tổng thống Mỹ ngay trên hư không, trên không. Và quý vị có biết rằng cái chiếc xe mà coi như là cái chiếc nó kêu là limo one á, tức là limousine mà number one của tổng thống Mỹ, ngoài khả năng chống đạn, chống bom, chống các vũ khí sinh học, nó còn có lúc nào nó cũng chứa sẵn gọi là mấy lít máu thuộc nhóm máu của ổng, để chi, để có thể gọi là tiếp máu cho tổng thống ngay những giây phút mà ngặt nghèo nhất. Thì mình cũng vậy, mỗi người phải là một chiếc Air Force One, mỗi người phải là một chiếc Limo One, để mà trên đường đời đó mình có khả năng tự tiếp máu trong mỗi tình huống nha. Cái đó quan trọng lắm, phải có khả năng tự tiếp máu trong mỗi tình huống. Chứ giờ đó mà còn alo mà thỉnh thầy thỉnh bà thỉnh tăng thỉnh ni mà tụng kinh làm sao kịp quý vị, nó trở tay không có kịp nha. Rồi tiếp theo là mình học về cái cuộc đời của ngài đắp á. Chà, cái đủ giờ ông ta kể lố một xíu không sao, coi như là buồn hết. Tiếp theo là mình học về cuộc đời của ngài ngài đắp á. Đời ngài đắp á, đắp á mà ngài nó là sinh ra trong một cái cây. Ngài sinh ra là một vị hoàng tử của xứ Mala kiếp chót á. Kiếp chót ngài sinh ra là một hoàng tử ở xứ Mala, hoàng tử xứ Mala, cái dòng vua mà sau cùng được gặp Phật đó, cái dòng vua đó. Mà ngài có một cái điều bất hạnh rất là về tội nghiệp, đó là mẹ của ngài đó, lúc mà lâm bồn, lúc sanh ngài đó, vì sanh khó, mà thời đó là toàn là thủ công không à, đỡ đẻ mà kiểu thủ công đó, tức là nấu nước sôi rồi đập mấy cái miếng sành là cắt cũng đúng thôi, chứ thêm chai dầu khuynh diệp vậy chứ đâu có cái gì nữa nha. Thì coi như sanh khó cho nên bà mẹ bà bị chết, tắt thở bà chết, thì triều đình mới đem đi thiêu đó. Đem đi thiêu thì do trong kinh nói là do cái phước của ngài đó là ngài kiếp chót để đắc la hán mà, cho nên là ngài đâu có chết được. Trên lúc mà cái xác mẹ mà bỏ lên cái giàn hỏa đó để thiêu đó, thì cái bụng của bà nó bị do cái tác động của lửa đó, nó làm cho cái bụng bầu nó nứt ra, thì mọi người phát hiện ngài còn sống, mới đem ngày về, cho nên ngày mới đặt tên là Đắp Bá. Đắp Bá có nghĩa là cái giàn củi, cái giàn củi quả thiêu, nhớ nha, chỉ vậy thôi. Mới đem ngày về, ông bà mới đem ngày về nuôi. Thì khi mà ngày được 7 tuổi đó, thì ngày nhìn thấy Đức Phật và Chư Tăng về đó, ngày thích quá đi, ngày mới sinh ra xuất gia. Thì ông bà cha mẹ, ông bà cho phép bà nội cho phép ngài đi tu. Mà các vị có biết đó là coi như đó là ngài huệ căn dữ dội lắm, ấy mới 7 tuổi mà lúc mà Chư Tăng cạo tóc đó, con dao cạo đi cái đường mà đầu tiên đó ha, ngài đắc
đắc sơ quả tu đầu quần, dễ sợ chưa? Tức là cạo á, lúc cái dao cạo biết nói trong trong hiểu không? Tức là cầm dao kéo cho này, kéo cái đường đầu tiên kéo cái rẹt là tu đầu quần, kéo cái đường thứ hai mà tại sao đắc nhanh vậy? Bởi vì vừa cạo đầu mà sư phụ vừa nhắc nè cái thân mình nè con nha, từ đầu xuống tới gót chân nó dơ lắm nghe con, tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan mặt đàm mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu, thì coi như là vừa ông thầy vừa cạo vừa nhắc như vậy thì cái đường đầu tiên là ngài đắc tu đầu quần, kéo trong cái đường thứ hai ngài đắc tư đà hàm, quất cái đường thứ ba nữa ngài đắc a na hàm, cứ như vậy tóc vừa xong thì ngài đắc a la hán. Mà trong kinh nói rõ luôn là sao ta, sapake sa năng bana oro bana chứ, khi mà cạo xong cái mái tóc đó đó thì arahatta phala sacchi kriya na apacha abure hồ xí, lập tức đắc la hán không trước không sau, có nghĩa là ngay cấp apacha abure không trước không sau đó. Ngài đắc quả xong rồi đó thì sao, ngài còn trẻ măng à, mới có 7 tuổi thôi, lúc đó chưa có ban hành tạng lực, không phải ban tạng lực, có tạng lực lúc Đức Phật chưa có cấm cái chuyện mà 20 tuổi thọ đại giới. Bởi vì các vị biết buổi đầu á thì hễ đắc a la hán xong là cho thọ giới hết, từ đó có những vị sa di mới vị phạm tăng á, những vị phạm tăng mới 7 tuổi rồi cũng được sư phụ mấy vị tỳ kheo á cho thọ đại giới luôn. Rồi thì đem vô mấy cái lễ phát lò, mấy cái lễ sám hối, mấy vị lớn tuổi người ta ngồi im, rồi mấy ông nhỏ ông cứ ngồi, ông này khiều, ông kia giỡn, rồi tối mà ông đôi bụng, mà ông khóc, nhớ nhà, nhớ ba má, khóc tùm lum hết, cuối cùng Đức Phật nói không. Cái người mà thọ cụ túc giới phải là 20, còn dưới 20 mà đi tu thì cho làm sa di, nha. Chứ còn trước đó thì không, trước đó thì hãy mà 7 tuổi mà đắc A La Hán là ngày cho thọ đại giới, thì đi này cũng cho thọ chứa tỳ kheo. Thì ngài có cái tên là Đắp á, còn Sĩ Mạnh La Bút Tá, có Bút Tá nghĩa là con trai hoặc là hoàng tử. Đắp á Mạnh La Bút Tá là tên cho đủ, có nghĩa là Đắp Bá hoàng tử Sĩ Mạnh La, gọi chung là Đắp Bá Mạnh La Bút Tá, chứ tên hiện ngày có Đắp Bá thôi. Trời. Rồi thì là sau khi đắc quả xong rồi, cái chuyện mà cần phải làm cho đời mình thì ngài đã làm xong rồi. Thì trong cái lúc mình thiền định một mình, ngài mới suy nghĩ, chư tăng đông quá, rồi những lần mà mấy ngàn vị về đó thì chỗ ăn chỗ ngủ rất là khó khăn nha. Bởi vì thánh thì đơn giản, mấy vị có thần thông veo cái mất tiêu, mấy vị đó là chỉ còn là không khí thôi, La Hán mà lục thông mình khỏi bận tâm. Nhưng mà nói kẹt, có những vị họ không thích dùng thần thông, rồi có những vị không có thần thông, và những cái vị hoàn toàn là phàm phu mà mấy ngàn mấy trăm ngàn về tính sao. Tự nhiên do cái hạnh nhiều đời của ngài, cho nên khi ngài đắc quả xong, cái chuyện đầu tiên là ngài nghĩ đến chuyện đó. Ngài mới vào trình Đức Phật, nó bạch Thức Tôn, con thấy chư tăng về mà không có ai sắp xếp gì hết, rồi có những vị tới giờ đi khất thực, không biết đi đâu đứng đâu, tối ngủ không biết đi đâu về đâu, thì thôi con xin Thế Tôn cho phép con sẽ là cái người đứng ra xếp chư tăng về, bao nhiêu con cũng đủ sức để quán xuyến. Đức Phật ngài xa thú làm thầy. Thế là cái vị có biết không, kể từ hôm đó tất cả các cái chùa, những cái thành phố nào có chùa mà có ngài tới đó là em ru buổi tối chư tăng về hầu Phật nghe pháp, xong mấy ngàn vị, chuyện nhỏ xíu, từ cái chùa ông Cấp Cô Độc qua chùa của bà Quý Sở Kha bao xa, chuyện nhỏ xíu không thành vấn đề, cứ ngồi nghe pháp cho đã, tới giờ muốn về chỉ cần nói ngài. Ngài đứng ngay cái chỗ mà khoảng trống đó, ngài giơ ngón tay ngài nhập cái gọi là Tê Chô Tha Tú Ta, gọi là quả giới tam muội nha, Tê Chô Tha Tú quả giới tam muội. Cái nhất dương chỉ mà của đoàn năm đế của Vương Trùng Dương đó là không có nghĩa lý gì so với cái nhất dương chỉ của ngài, bởi vì ngài đó là có nhất dương chỉ của cái lục mạch thần kiếm, là nó chỉ đánh được một người thôi nha, là chẻ đá rồi khoét vách rồi chơi cho vui rồi. Nhưng mà cái nhất dương chỉ của ngài đó là có thể sôi rọi bao xa cũng được, chúng tăng cần bấy nhiêu thì ánh sáng nó đi đến bấy nhiêu. Và đặc biệt kể cả những vị không có thần thông mà bây giờ chùa Kỳ Viên đã đầy nhóc rồi, bây giờ cần phải chuyển qua bên chùa Bà Quý Sở Kha thì sao, thì ngài cứ đứng ngày giờ chúng ta lên chư tăng cứ theo cái đó mà đi, mà xa quá thì ngài dùng thần thông ngài đem vị đó đi, coi như là super transportation,
là siêu vận tải đó, đứng ngay chỗ cái ngã chỗ rộng nhất của chùa, giờ cái ngón tay nhất dương chỉ lên là anh em cứ theo cánh sáng trong đó mà đi, mà vị nào đi khó khăn bệnh hoạn già cả thì ngài dùng thần thông ngày nữa đi. Đấy, do đó ngài được một cái ngoại hiệu là được một đức Phật Tiên Vương là trong đệ tử của ta đắp tâm ấn là của ta là đệ nhất, gọi là tri sứ, có nghĩa là sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho chúng tăng mười phương về hầu Phật. Đặc biệt cái hạnh này mới là phê nè, chứ mấy cái hạnh khác không có phê nha, nhưng mà phê cuộc đời ngài cũng nhiều cái lận đận lắm. Là có hai cái vị tỳ kheo kia ghét ngài lắm, tự nhiên quan trái nhiều đời đó gấp ghét ngài lắm, mấy du quan ngài nó là bê bối phụ nữ đó, nói ngài bê bối phụ nữ thì họ mới vào họ trình Phật, họ nói Dappamalaputta nó là bê bối phụ nữ mà giấu. Đức Phật ngài mới gọi vào, ngài gọi đến ngài Dappa và ngài hỏi Dappamalaputta có đúng như vậy không, người ta nói ngươi là bê bối phụ nữ, ngươi không còn là tỳ kheo nữa mà ngươi giấu có đúng không? Thì ngài mới trả lời bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết con. Đức Phật ngài mới hỏi lần nữa có phải ngươi đã làm cái chuyện đó hay không, có làm hay không, tại sao không nói? Thì ngài trả lời bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết con. Đến lúc này Đức Phật lên tiếng, này Đắp Ba Mân là Phật ta, dòng dõi Đắp Ba của ngươi là một dòng dõi lừng lẫy, dòng dõi của chiến sĩ đảm lược tài qua, trung can nghĩa đạp, không có cái gì phải e ngại. Có làm thì nói có làm, không làm thì nói không làm. Còn cái, chứ không thể nói là Thế Tôn biết con như vậy, đó chưa phải là cái câu mà đại chúng muốn nghe. Thì lúc đó ngài mới xác nhận bạch Thế Tôn, chuyện đó con Đáp Tâm Anh Lạc Bồ Tát không hề làm, không hề nghĩ đến, chứ đừng nói là không là làm. Thì lúc đó hai vị kia là coi như ngài Đức Phật nó hãy sám hối với Đáp Tâm A La Phật, đừng để mình bị tổn đức, bởi vì đó là một vị La Hán nha. Đại khái như vậy. Thì chúng ta vừa học xong cuộc đời của ngài Đáp Tâm A La Phật, ngày mai chúng ta học về một loạt chuyện khác cực kỳ hấp dẫn nha, còn phê hơn bữa nay nữa. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Idam me nyati nam po sukita huntu nyatayo. Idam me nyati nam po sukita huntu nyatayo. Idam me nyati nam po sukita huntu nyatayo. Idam me punyam asawa kaya waham po tu. Idam me punyam nirvanasa pacayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.